lập ra ngoài hai năm. Cái chứng chỉ về sản xuất và đem học xong rồi, tôi làm phần cuối cùng nhé. Xong. Ở đây mình tiến học cái chuyện này gì nữa không? Không ai biết chuyện này. Thế em trong cái chương trình đó thì là cái tên của cái bài của chúng ta là tương đương sinh học của thuốc, đúng không? Tương đương sinh học. Tôi cũng nghe nói là ở đây các chị nhiều người bán thuốc lắm đúng không? Đúng không? Như đây là các chị mình lớn chưa? Trăm hơn nhất trăm năm ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một. Tôi sẽ cố gắng hướng dẫn và giới thiệu các chị trong một buổi thôi để em sẽ đến đi cho biết. Thì cái tên của chuyên đề của chúng ta là sinh thái dục và tương đương sinh học, tại vì hai vấn đề này là hai vấn đề nó đi với nhau. Chúng ta xác định tương đương sinh học của thuốc, thật ra đó là chúng ta xác định sinh thái dục và so sánh sinh thái dục giữa cái thuốc này và cái thuốc chiếu để xem nó bằng nhau hay không. Nếu nó bằng nhau thì nó là tương đương sinh học. Là hai vấn đề này chúng ta thì chung và chúng ta tìm hiểu luôn. Thế thì trong cái phần bào chế trước đây tôi đã giới thiệu các chị về đại cương về sinh học. Chúng ta học lòng nó bằng nhau này thì chúng ta đã biết được các cái khái niệm về sinh thái dục và tương đương sinh học. Và bây giờ tôi chỉ nhắc lại lên cái phần đó lướt qua nhanh. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào cái cách để chúng ta xác định cái tương đương sinh học. Thế thì tại sao cái vấn đề sinh thái dục và tương đương sinh học được đặt ra? Và nó đặt ra thì thực ra thì cũng chưa phải là lâu lắm, tức là ở thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đó thì người ta đặt ra cái vấn đề sinh thái dục phân tố và tương đương sinh học. Và cái vấn đề này thì nó liên quan đến cái vấn đề chất lượng phân tố. Và nó liên quan đến cái vấn đề thứ hai là các quy chế quản lý. Tại sao liên quan đến chất lượng và tại sao liên quan đến quản lý, chúng ta sẽ tìm hiểu. Lý do là thuốc được sản xuất rồi bây giờ trên thị trường thì các thuốc khác tương tự cũng được sản xuất, thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đánh giá chất lượng của nó, làm thế nào mà chúng ta biết được một cái thuốc này nó có giống thuốc kia hay không? Rất là khó các bác sĩ. Bây giờ đúng nguyên tắc thì một cái thuốc nào ra đời thì các chị phải nghiên cứu đầy đủ để đánh giá, và vậy thì nó dẫn đến cái giá thành rất là lớn. Do đó các cái thuốc mà phát minh thì để bù lại cái chi phí trong nghiên cứu thì người ta cho một cái quyền sở hữu trong thời gian là 20, 25, 15 năm đã bị giai đoạn anh một quyền học quyền các cái thí nghiệm khác không cùng sản xuất. Tuy nhiên sau cái thời gian học quyền đó thì các cái thí nghiệm các nước khác cũng quyền sản xuất. Thì bây giờ họ cái sản xuất một cái thuốc, chúng ta gọi là một cái thuốc tương tự. Thì bây giờ cái thuốc tương tự đó có phải nghiên cứu từ đầu nữa hay không? Thì các nhà làm chính sách, các nhà liên quan đến chất lượng thì người ta sau khi khảo sát, sau khi đánh giá thì người ta cho rằng là không cần phải làm lại ngay từ đầu, mà có thể làm tắt dần đảm bảo chất lượng mà dẫn đến cái giá thành rẻ. Thì đó là cái lý do đặt ra cái vấn đề tương đương sinh học. Thì như vậy thì thị trường nó ngày càng có nhiều cái thuốc, và như vậy thì một cái dược chất thì nó có thể có nhiều dạng bào chế rồi nhiều dạng thuốc tương tự. Và chúng ta có cái khái niệm là thuốc generic. Thì bây giờ tôi nhắc lại cái thuốc generic là cái gì. Cái
chúng ta còn gọi nó là thuốc phiên bản. Thuốc phiên bản có nghĩa là thuốc tương tự giống như một cái thuốc của nhà máy tinh. Nhà máy tinh có cái hoạt chất AD trong cái thuốc đó, và cái thuốc của cái thuốc tương tự là thuốc này thì cũng có hoạt chất AD có hàm lượng như này, chúng ta gọi là tương tự. Và chúng ta cũng còn gọi nó cái tên là thuốc generic hay là tên là thuốc mang tên gốc. Cái chữ generic này nó hàm cái nghĩa là nó mang cái tên gốc, do đó nó có hai cái từ ngữ gọi tên. Và cái từ này thì từ rất là thông dụng, do đó thường thường là người ta dùng sử dụng thẳng, không cần phải dùng thuốc generic. Vậy thì nó được định nghĩa là một cái thuốc tương tự sau khi cái thuốc của nhà phát minh đã hết cái hạn bảo hộ sơ hồn. Như vậy thì chúng ta phải phân biệt cái nào là thuốc generic và cái nào là thuốc không phải generic. Còn cái thuốc nó chứa cái hoạt chất cùng cái hoạt chất giống nhau nhưng mà nó có sự kết hợp khác, nó có thành phần khác thì nó không phải là thuốc generic. Thuốc generic phải là tương tự nha. Anh chị lưu ý cái này nha, thuốc generic phải là thuốc tương tự như là cái thuốc của nhà phát minh thì nó mới gọi là thuốc generic. Còn mấy kia chúng ta tạm gọi nó là generic cải tiến, tức là chúng ta có modify trong đó, nó thay đổi về hàm lượng, nó thay đổi về thành phần chẳng hạn vậy, thì bản chất của nó không có phải là thuốc generic. Nhưng mà nó cũng có được sử dụng một số cái thông tin mà cái thuốc generic đã làm, thuốc của nhà phát minh đã làm từ trước, do đó chúng ta tạm gọi nó là generic cải tiến. Thì vậy là cái thuốc generic là cái định nghĩa nó là như thế. Thì vậy là khi thuốc generic đặt nó ra đời thì người ta mới tìm cách là làm thế nào mà đánh giá cái chất lượng của nó. Thì nguyên tắc là nếu đánh giá chất lượng thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu tiền lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng rồi mới cho phép sử dụng. Đó thì như tôi nói là tức là người ta không muốn làm lặp lại, nó chỉ được tốt kém thôi, quên. Do đó người ta tìm cách là người ta so sánh cái sinh thái dụng của thuốc generic này với lại cái thuốc gốc của nhà phát minh. Nếu hai cái sinh thái dụng nó giống nhau, nó bằng nhau, nó tương đương nhau thì chúng ta gọi là tương đương sinh học, và người ta công nhận là nó sẽ có cái hiệu quả tương tự như thuốc của nhà phát minh. Ý nghĩa đó là vậy, tức là khi thuốc generic ra đời thì nó mới đặt ra cái vấn đề tương đương sinh học. Và như vậy thì cái chiến lược phát triển thuốc generic đó thì nó được chú ý rất là nhiều, tại vì các cái quốc gia đang phát triển, các cái công ty mới, các công ty nhỏ không thể nào mà thực hiện cái nghiên cứu của cái thuốc mới hết đó, thì nó rất là tốn kém, rất là tốn tiền. Thì người ta có xu hướng là phát triển thuốc generic để coi như có thuốc để đảm bảo trong sử dụng. Do đó nó là cái chiến lược của nhiều quốc gia. Và các chị cũng đã biết là đối với đất nước chúng ta, chiến lược chúng ta chủ yếu là sản xuất phát triển thuốc generic. Các công ty dược của chúng ta nói rất là nhiều, vài 300 công ty, nhưng mà chủ yếu là sản xuất thuốc generic. Thì vậy là cho thấy cái tầm quan trọng của thuốc generic trên thị trường đã được quan tâm, được thúc đẩy phát triển, và hệ quả là một cái loại dược chất thì nó có rất nhiều sản phẩm, và vậy là nó có nhiều nguồn gốc khác nhau, nó dẫn đến cái chất lượng nó có nguy cơ là nó không giống nhau. Và như vậy thì các nhà làm luật mới đặt ra cái quy định là phải thiết lập cái tương đương sinh học, thiết lập tương đương sinh học giữa cái thuốc generic với cái thuốc của nhà phát minh. Và về mặt pháp luật thì người ta cho phép là sau khi anh đã thiết lập tương đương sinh học rồi thì anh có thể làm hồ sơ để đăng ký lưu hành thuốc, chúng ta gọi là cái hồ sơ rút gọn. Tại vì cái NDA thì nó gọi là cái hồ sơ của một thuốc mới, còn ANDA thì nó gọi là Updated New Drug Application, tức là một cái hồ sơ của một cái thuốc mà rút gọn. Thì chúng ta sẽ hiểu giữa cái rút gọn với lại cái rút mới nó khác nhau chỗ nào. Vì vậy thì cái ý nghĩa của tương đương sinh học là như vậy, nó cho phép chúng ta đánh giá chất lượng của
list, và nó cho phép chúng ta áp dụng một cái hồ sơ rút gọn để đăng ký lưu hành, không cần phải làm từ A đến Z. Đó thì đó là cái ý nghĩa. Bây giờ chúng ta đi vào nhắc lại cái học sinh sử dụng nước thuốc là cái gì, tại sao nó có cái vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng nước thuốc. Đó thì nó được định nghĩa là một cái đặc tính hay là một cái thuộc tính của dạng thuốc liên quan hay là một chỉ tốc độ, mức độ của thành phần hoạt tính, nhóm các hoạt tính hoặc các chuyển hóa của hoạt tính được hấp thu và được hoạt chung và sẵn sàng để tác động. Thì đó là cái định nghĩa hơi dài dòng của các sinh sử dụng. Tôi không phân tích lại tại sao người ta đưa cái định nghĩa một cách dài dòng như vậy. Các anh chị hiểu ý nghĩa đó là cái sinh sử dụng là chỉ cái mức độ và cái tốc độ hấp thu của thuốc và vấn đề. Và cái tại sao một cái thuốc nó có hiệu quả đặc biệt liệu, thì cái nguyên nhân của nó có phải là do cái thành phần hoạt chất nó được đưa vào trong cơ thể không các chị, đưa vào nhiều ít, đưa vào nhanh hay chậm thì nó sẽ quyết định cái nồng độ thuốc trong cơ thể và từ đó nó quyết định cái hiệu quả đặc biệt liệu. Đó vậy thôi, đơn giản vậy. Vì vậy thì cái sinh sử dụng là nó chỉ cái tốc độ và mức độ của thuốc đều hấp thu và máu và sẵn sàng để tác động. Nó thì đương nhiên là nó đến nơi tác động thì nó có thể điện, tuy nhiên là hấp thu và máu thì giữa cái vị trí nơi tác động và vị trí chung trong tuần hoàn người ta cho là có sự cân bằng lại với nhau, có nghĩa là nó hấp thu và tuần hoàn chung thì nó sẵn sàng để tác động, người ta chấp nhận cái quy luật đó. Vì vậy thì chỉ cần định lượng cái nồng độ thuốc trong máu thì có thể đại diện cho cái nồng độ thuốc là tác động. Thì sinh sử dụng được định nghĩa như vậy. Tuy nhiên cái định nghĩa này thì nó không có bao trùm toàn bộ các cái trường hợp sử dụng thuốc. Do đó sau này thì người ta mới bổ sung thêm một cái định nghĩa thứ hai. Đối với các thuốc không có hấp thu vào máu thì nó sẽ được đo lường bằng các tiêu chí phản ánh tốc độ và mức độ của thành phần có hoạt tính, nhóm có hoạt tính hoặc là chất chuyển hóa có hoạt tính sẵn sàng để tác động. Tức là nhiều khi chúng ta uống nhưng mà không phải là hấp thu vào máu mà là nó tác động tại chỗ. Ví dụ như chúng ta uống với thuốc hạ acid chẳng hạn vậy, nó cơ chế của nó là trung hòa cái dịch vị của dạ dày, vì dạ dày nó tác động tại chỗ. Hay chúng ta dùng ngoài ở trên da để kháng viêm chẳng hạn vậy thì tác động tại chỗ chứ không phải hấp thu vào máu. Dạ dày liền cái việc định lượng ở trong máu nó không có ý nghĩa, không có liên quan đến hiệu quả, do đó người ta phải bổ sung bằng một cái định nghĩa thứ hai. Do đó nếu mà yêu cầu các chị định nghĩa vệ sinh hay dùng thì các chị phải đưa cả hai cái trường hợp này. Tuy nhiên nó đều có một cái chung, đó là nó phản ảnh cả cái tốc độ và mức độ của cái dưỡng chất ở nơi tác động, đó là cái chung. Đó, thế đó gọi là sinh hay dùng. Và như vậy thì trong cái đánh giá sinh sử dụng thì đối với cái thuốc hấp thu thì người ta sẽ đánh giá sinh sử dụng dựa vào ba cái thông số dược đồng học, thông số Tmax, Cmax và thông số AOC. Các chị đã biết rồi, đã đưa nước qua đây cái này. Tmax là cái thời gian để nó đạt được cái nồng độ tối đa, và Cmax là cái nồng độ tối đa nó đạt được, và AOC là toàn bộ cái diện tích ở dưới đường cong đường biểu diễn đồ thị nồng độ thuốc theo thời gian. Và AOC thì đại diện cho cái lượng thuốc được hấp thu, và cái Tmax thì nó đại diện cho cái tốc độ hấp thu. Hấp thu nhanh thì cái Tmax nó sẽ ngắn, hấp thu chậm thì Tmax nó dài. Còn cái Cmax thì nó vừa là cái kết quả của cái lượng thuốc được hấp thu và vừa là kết quả của tốc độ hấp thu, coi như là nó bị ảnh hưởng với hai số này. Và như vậy thì ba cái thông số này được gọi là thông số được dùng tổng hợp. Xin lỗi, ba cái thông số này bản chất của nó là ba cái thông số được tổng hợp, và chúng ta gọi nó là cái thông số sinh sử dụng của thuốc, tại vì nó được dùng để đo lường và đánh giá sinh sử dụng. Như vậy thì yêu cầu chúng ta xác định sinh sử dụng có nghĩa là chúng ta xác định cái Tmax, Cmax và AOC. Nam bạn, cái đó là như vậy. Như vậy thì sinh sử dụng nó giúp cho chúng ta đánh giá được cái
mức độ cái nồng độ thuốc tạp đường theo thời gian ở trong cơ thể, tức là do cái sự tương quan giữa cái mức độ hấp thu và tốc độ hấp thu, thì ở từng cái thời điểm thì chúng ta sẽ có một cái nồng độ của thuốc, và cái nồng độ đó nếu nó nằm trong cái khoảng nồng độ trị liệu thì nó sẽ không có tác động. Như vậy thì chính như vậy mà khi chúng ta xác định được cái tê mắt, xe mắt, ao xe, chính là chúng ta đánh giá được cái mức độ nồng độ của thuốc của chúng ta. Do đó nó được dùng để đánh giá cái hiệu quả điện hoạt của thuốc. Thì ba cái vấn đề này là ba cái vấn đề nó tương quan với nhau, các chị nhớ nha. Tốc độ và mức độ hấp thu thì nó sẽ quyết định cái nồng độ của thuốc trong cơ thể. Cái nồng độ và cái diễn biến của nồng độ thì được đánh giá bằng ba cái thông số tê mạch, xe mạch và AOC. Và như vậy thì chính cái nồng độ ở trong máu, ở trong tuần hoàn nó quyết định cái kết quả trị liệu. Do đó tê mạch, xe mạch, AOC là ba thông số được dùng để đánh giá các hiệu quả trị liệu của thuốc. Như vậy thì khi chúng ta so sánh cái hiệu quả trị liệu của thuốc, chính là chúng ta so sánh ba cái thông số này, thì chúng ta gọi đây là một cái phương pháp, một cái phương tiện dùng tổng hợp để đánh giá hiệu quả. Đó thì đó là cái ý nghĩa của cái việc xác định sinh này. Thường thì trong cái cổ điển á, khi người ta chưa có phát triển cái dược tổng hợp á, thì người ta đánh giá hiệu quả bằng cách làm cái gì? Ta đánh giá hiệu quả rất tốt nữa. Bằng nghiên cứu lâm sàng. Đúng không ạ? Coi như cho cái người bệnh sử dụng để trong cái mô hình được kiểm soát để xem coi cái tác động thay đổi cái trạng thái bệnh như thế nào. Nếu nó hết thì coi như là chúng ta kết luận được nó hiệu quả. Trên trang tin nhiều người thì chúng ta sẽ đánh giá mức độ hiệu quả, tức là chúng ta đánh giá trên một cái người bệnh thật sự, đó là đánh giá lâm sàng. Thì trước đây khi những tổng hợp chưa phát triển thì người ta đánh giá bằng cách đó, tức là người ta nhận biết được cái thuốc nào là có hiệu quả và không có hiệu quả, nhưng mà phải qua lâm sàng. Còn bây giờ thì người ta không cần phải đánh giá lâm sàng, mà người ta có thể đánh giá trước bằng cách là theo dõi cái tổng hợp của nó, theo dõi thông số vệ sinh tay chân của nó để người ta dự đoán được cái hiệu quả gì vậy. Và cái này mình chấp nhận, thì tổng hợp cũng được chấp nhận. Tại vì hai cái nó có liên quan tiên tính với nhau. Nếu hấp thu nhanh, hấp thu nhiều thì cái cường độ tác động hiệu quả nó sẽ cao và mạnh hơn. Như vậy thì sinh thái dục là cái cơ sở để đánh giá hiệu quả trị liệu mà dùng cái phương pháp dược tổng hợp. Thì cái điều này nó có ý nghĩa rất quan trọng, là tại vì khi chúng ta nghiên cứu lâm sàng thì nó rất là khó khăn, rất là phức tạp và rất là tốn kém. Còn cái nghiên cứu để xác định cái dược tổng hợp thì nó khá đơn giản, dễ làm và khá chính xác. Mặc dù là nó cũng tốn kém đấy, các chị sẽ thấy là nó rất là tốn kém. Một cái mẫu nghiên cứu về tương đương sinh học chẳng hạn, về hiện nay ở thị trường Việt Nam thì các chị mất khoảng cho chừng 400 triệu, 500 triệu, có thể đến 600 triệu tùy theo cái tính chất phức tạp của cái phương pháp định lượng cũng như là cái nghiên cứu. Nhưng mà nó cũng khá. Còn trong khi nghiên cứu lâm sàng thì nó sẽ càng đạt càng nhiều nữa. Thì vậy là rất là quan trọng. Coi như chúng ta đánh giá cái hiệu quả trị liệu ở cái giai đoạn chưa cần phải đến lâm sàng, chúng ta gọi là đánh giá tiền lâm sàng. Và người ta chấp nhận cái quy luật là nếu hai thuốc có sinh khả dụng tương đương với nhau thì được gọi là tương đương sinh học. Tương đương sinh học. Và được chấp nhận là tương đương trị liệu. Ý nghĩa của nó hết sức quan trọng như vậy. Như vậy tôi nhắc lại một cái khái niệm mà như vậy là tương đương sinh học nó có phải là thuộc tính của thuốc không đấy? Không phải. Tương đương sinh học nó chỉ có khi ta so sánh, so sánh với cái thuốc khác nó bằng cái sinh thái dục thì nó mới là tương đương sinh học. Và cái khái niệm đó nó chỉ thể hiện khi ta so sánh, nó không phải là bản chất, không phải là thuộc tính của thuốc. Còn trong khi sinh thái dục nó là thuộc tính của thuốc, tức là cái đặc tính về hấp thu của nó, tê mạch, xe mạch, ao xe nó là bao nhiêu, nó là cái đặc tính của nó. Còn cái tương đương sinh học thì không phải là cái thuộc tính. Đó thì vậy là
tôi nhắc lại cái ý nghĩa của tương đương sinh học của vi sinh thang dùng để cho các chị hiểu cái thế nào là tương đương sinh học và ý nghĩa của nó để làm gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần kỹ thuật, đó là chúng ta xác định tương đương sinh học như thế nào. Thì có nhiều phương pháp xác định tương đương sinh học đó chị. Ở đây thì trước khi đi vào phương pháp thì tôi nêu lại cái khái niệm hai chế phẩm tương đương sinh học thì nó cần phải có điều kiện cần và đủ thế nào. Đó thì thường thường đó là cái chế phẩm tương đương bào chế hoặc là chế phẩm bào chế thì nó mới dẫn đến tương đương sinh học. Nếu nó không đạt được cái yêu cầu tương đương bào chế hoặc là chế phẩm bào chế thì nó khó có khả năng tương đương sinh học. Tại vì nếu hai cái dược chất khác nhau thì coi như nó không có sánh được. Đó là hai dược chất giống nhau thì cái bạc cục dạng thuốc nữa thì cái cơ hội để cho nó tương đương sinh học nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà hai cái chế phẩm bào chế là ví dụ như viên nén, viên nang hay này vậy, cùng chứa một hợp chất cùng một hàm lượng thì cái khả năng để nó tương đương sinh học thì khó hơn. Nhưng mà vẫn có thể có khả năng xảy ra là tại vì cùng một hợp chất rồi. Bây giờ nếu mà viên nén với viên nang nó cùng được hấp thu như nhau thì lúc đó nó tương đương sinh học. Đó thì vậy là như vậy thì thường là khi chúng ta muốn xác định tương đương sinh học chúng ta phải chọn là hai cái phẩm nó tương đương về bào chế hoặc là cái phẩm về bào chế thì ta mới có cơ hội để tương đương sinh học. Mấy cái khái niệm này thì trước đây tôi đã giới thiệu cho chị rồi, cái gì nó tóm lại cái phần cũ. Khi sinh cái dụng của nó không khác nhau với nghĩa thống đen. Cái nghĩa thống đen có nghĩa rằng là đồng cặp tên mắt, xe mắt và ao xe cùng so sánh với nhau và nó không khác nhau. Thì trong cái thực tiễn đó thì không bao giờ nó giống trùng khớp với nhau cả, nó bao giờ nó không có sự khác biệt. Tuy nhiên những cái sự khác biệt thân chất hệ thống, những sự khác biệt nó không dẫn đến những cái hệ quả trong điều trị thì người ta chấp nhận được, thì người ta gọi là nó nằm trong cái phần được chấp nhận và nó được gọi là giống nhau hay là không khác nhau với những cái thông tin. Tuy nhiên có một cái điều là các chị lưu ý là cái sự khác biệt giữa ba cái thông số tên mắt, xe mắt, ao xe đó thì nó được chấp nhận ở một cái mức khá rộng, đó là 20% trở lại, tức là đừng vượt quá 20% thôi thì được xem như là khác nhau không có gì là không thể. Cái này năm trước tôi cũng đã có những sự giới thiệu của các chị rồi, tại sao người ta chấp nhận cái khoảng rộng như vậy. Nó có lý do của nó là tại vì chúng ta định lượng trong dịch sinh học là một cái định lượng quy phân tích hàm lượng rất là thấp, yếu tố hàm lượng rất là nhiều, do đó cái sự sai biệt nó phải đồng, đó là cái điều tất yếu. Do đó mình ta phải dung hòa để một cái cách nó đồng để làm cho này. Cái thứ hai nữa là cái điều quan trọng ở đây là sự khác biệt đó nó có dẫn đến là khác nhau về cái hiệu quả trị liệu không? Đó thì những cái sự khác biệt nhỏ thì nó không ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu nếu nó là một cái thuốc bình thường. Do đó người ta chấp nhận đối với cái thuốc bình thường thì chấp nhận ở cái mức là không quá 20%. Tuy nhiên là nó có cái cao tâm sau đó nó tương đối có cái điều kiện đó là thuốc bình thường. Có nghĩa rằng là đối với những thuốc đặc biệt mà nó có cái khoảng trị liệu hạn, khi cái nồng độ giữa hiệu quả với nồng độ tác gây độc nó rất gần nhau cái hạn này thì lúc đó người ta phải thu hẹp cái khoảng chấp nhận này lại. Hoặc là đôi khi có những cái phương pháp mà nó không chính xác lắm thì người ta bắt buộc là phải mở rộng cái khoảng chấp nhận. Thì cái đó thì tùy đến thực tiễn và trong cái định cương nghiên cứu thì những nhà chuyên môn họ sẽ chấp nhận ở những mức khác nhau. Tuy nhiên cái mức bình thường thường ghi nhận nó là mức 20%, như vậy thì gọi là tương đương sinh học.
Cái trường hợp thứ hai cũng được cắt chặt là tương đương sinh học. Khi chúng ta chỉ cần so sánh hai cái thông số này thôi, AOC và Cpac, tức là thông số liên quan đến cái nồng độ. Còn cái thông số liên quan đến cái tốc độ, cái thời gian thì một số trường hợp nó không quan trọng đấy. Trong các trường hợp mà thuốc dùng để trị liệu trong bệnh mãn tính, người ta biết được một cách chính xác nó không có ảnh hưởng quan trọng đối với cái trị liệu thì người ta chấp nhận là không cần phải so sánh cái này. Có nghĩa là cái bước này nó cao hơn cũng được, làm sao ta chỉ lưu ý cái mức về nồng độ thôi. Đó thì trường hợp này cũng là một cái trường hợp dẫn dụng để chấp nhận tương đương sinh học ở mức độ rộng hơn. Rồi đó là hai cái điều kiện về tương đương sinh học. Đây các vị thử hình dung dùng một cái thuốc là một cái thuốc liên tiếp của chúng ta, và đây là một cái thuốc của cái nhà phát minh. Khi chúng ta uống vào trong cơ thể, chúng ta định kỳ chúng ta lấy mẫu, chúng ta định lượng cái đường biểu diễn của nó, và chị thấy gần tương tự nha. Như vậy thì có nghĩa rằng là cái tên bắt Cpac và cái AOC của nó giống nhau, thì đó gọi là tương đương sinh học. Thì đó là cái định nghĩa. Khi nó tương đương sinh học rồi thì cái ý nghĩa của tương đương sinh học là cái gì? Tôi nhắc lại thêm, đó là khi hai cái mặt tương đương sinh học thì nó được công nhận là tương đương trị liệu. Vì vậy thì nó có thể được quyền sử dụng thay thế cho nhau. Và đương nhiên chúng ta đánh giá tương đương sinh học dựa vào cái thông số dự cộng học, còn nhiều chúng ta đánh giá dựa vào tiêu chí dự cộng học. Và được áp dụng cái hồ sơ AMDA. Hồ sơ rút gọn các bạn kỹ thuật. Bây giờ trong cái nghiên cứu, nếu hai cái kế hoạch của chúng ta không tương đương sinh học thì cái hiệu quả nó như thế nào? Tức là nó không có được chấp nhận là tương đương trị liệu. Trong trường hợp này, nếu nó là một cái nó có cho sinh thái dùng nó tốt hơn thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải nghiên cứu làm sao để xem coi cái thuốc có do cái sử dụng trong lâm sàng như thế nào, và nó sẽ có khả năng nếu tốt hơn thì chúng ta phải dùng cái liều tốt hơn so với cái thuốc cũ. Thì cái bằng chứng về cái điều này trên thị trường hiện nay rất là nhiều. Các chị thấy cùng một cái vật chất nhưng mà một cái dược phẩm cũ trước đây chúng ta sẽ sử dụng 200 mg chẳng hạn vậy, nhưng mà bây giờ cái công nghệ mới nó chỉ cần sử dụng 100 mg và sử dụng trong đường biến dinh thôi, và cái hiệu quả nó là tương tự như hai năm nữa. Thì lý do là nó là do cái sự tập trung nhiều hơn so với cái tập trung cũ. Vậy thì chúng ta bắt buộc chúng ta không được bỏ qua cái giai đoạn lâm sàng, không tương đương sinh học thì không cần bỏ qua lâm sàng. Nếu chúng ta muốn sử dụng cái bằng đó, chúng ta phải nghiên cứu lâm sàng giống như một thuốc mới. Có thể tức là một cái thuốc mới bây giờ các anh chị làm cái công nghệ nó khác. Cái thứ hai nữa, cái tác dụng nó có thể tốt hơn cái thuốc của nhà phát minh cách đây 20 năm. Hay là các anh chị làm một cái cấu trúc khác, các anh chị nghe nói những cấu trúc nano chẳng hạn vậy, những cái cấu trúc mà có những cái chất dẫn tốt chẳng hạn, thì cái tỷ lệ hấp thu cũng như là mức độ hấp thu nó sẽ cao hơn so với trước đây. Và như vậy thì đối với một cái thuốc mà hấp thu nhiều mà cái điều uống cái liều giống như cái thuốc cổ điển thì nó sẽ bị ngộ độc. Do đó bắt buộc chúng ta phải yêu cầu là phải uống lâm sàng, và trên cơ sở lâm sàng đó chúng ta phải xác định cái liều dùng đối với thuốc mới là bao nhiêu. Thì trong trường hợp này người ta quan niệm đây là một cái thuốc mới chứ không phải là thuốc tiền lý nữa, mặc dù là nó tương tự nhưng mà đó là thuốc mới, là đang phải nghiên cứu theo quy trình của thuốc mới, tức là NDA, tức là phải có hồ sơ nghiên cứu lâm sàng. Ở như vậy thì nó sẽ có xảy ra cái chuyện đó, và đương nhiên là không được quyền áp dụng các hồ sơ rút gọn AMDA.
nếu mà chúng ta có cái công thức không tương đương sinh học nhưng mà nó xấu hơn thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải nên rà soát lại cái công thức của những sinh vật quản chế để có thể tương đương. Ở đây là một cái tóm tắt về yêu cầu của một cái hồ sơ ứng mới New Rush Application NDA. Có nghĩa rằng là chúng ta phải nghiên cứu dược chất, nghiên cứu sản xuất, nghiên cứu về nhãn, rồi nghiên cứu trên động vật thực nghiệm để xác định tất cả các cái thông tin cần thiết. Cái đó là phải là nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu sinh thái dược luôn. Vậy thì tất cả những cái nội dung chúng ta đều phải nghiên cứu hết. Ta gọi là nghiên cứu từ A đến Z trong một cái thuốc mới. Còn đối với một cái thuốc Redelic thì người ta sẽ thay thế cái nội dung nghiên cứu trên động vật, nghiên cứu trên lâm sàng, cái nghiên cứu trên sử dụng bằng một cái đánh giá tương đương sinh học. Cái mặt bào chế, cái mặt thiện nghiệm thì chúng ta cũng nghiên cứu các cái thông tin liên quan đến cái nghiên cứu trên động vật về cái điều lượng về ảnh hưởng được tổng di dân chúng ta được quyền sử dụng. Coi như sau đó cái thời gian bảo hộ thì những cái thông tin này là thành ra cái bổ chung, coi như cái người mở được quyền sử dụng, do đó không cần phải nghiên cứu lại nữa, chỉ nghiên cứu để ra làm sao cho ra được cái dạng thuốc, cái quy trình sản xuất, cái điều chỉnh, cái kiểm nghiệm, và cuối cùng để đánh giá hiệu quả thì người ta chỉ cần so sánh cái sinh thái dụng của cái thuốc gốc với lại cái thuốc mới, gọi là cái nghiên cứu đánh giá tình hình sản thì nó tương đương thì nó sẽ được ra đời, nó sẽ được cấp quyền sản. Thì đó là một cái cơ sở tại sao một cái thuốc lên đến thì nó rẻ hơn một cái thuốc gì cho nó thân nhé. Cái điều này thì đã biết rất là rõ rồi. Thuốc của nhà phát minh người ta đọc quyền. Thì thứ nhất là cái gì biến nó cao, do đó cái giá thành nó cao. Nhưng mà giá thành cao thì cũng có mức độ thôi. Cái có điều quan trọng là người ta quyền thì người ta có thể là tự ý định giá. Thay vì một đồng thì người ta định giá 1.000 đồng, cũng không ai nói được hết. Đó là do nó là quyền, nó thành ra giá nó cao. Còn bây giờ khi mà nó đã hết cái thời gian bảo hộ sở hữu thì ai cũng được quyền sản xuất hết. Như vậy thì không phải là một cái thuốc tên liếc mà có thể có nhiều thuốc tên liếc, hàng chục thuốc tên liếc, tại vì nó sẽ cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh như vậy là nó phá bỏ cái độc quyền. Cái thứ hai nữa, cái chi phí nghiên cứu thuốc tên liếc thì nó làm những cái giai đoạn này thì do đó cái chi phí, cái giá thành nó sẽ thấp hơn rất nhiều, do đó người ta có thể định giá rất là thấp. Đó là cái lý do tại sao các cái nhà nước, các cái tổ chức, các cái nước khác nhau người ta cần phải là động viên sử dụng thuốc tê liệt. Ngay cả Mỹ người ta cũng có cái chính sách là sử dụng thuốc tê liệt chứ không phải là sử dụng thuốc của nhà mình, tại vì nó sẽ làm giảm cái chi phí trong y tế. Chúng ta có thể dùng cái hình tượng của một cái chương trình như thế này, tức là một cái thuốc tương đương với bào chế hay là tương đương với dược phẩm, nó tương đương sinh học thì nó sẽ tương đương kỳ dược. Thì đó là tôi giới thiệu qua các vị về cái ý nghĩa của tương đương sinh học. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các phần kỹ thuật xác định tương đương sinh học thế nào. Chúng ta dùng cái từ xác định hay là dùng cái từ thiết lập cũng được. Có nhiều phương pháp đó chị. Chúng ta dùng cái phương pháp dùng đồng học, có nghĩa là chúng ta đo đồng học với phương tương. Chúng ta có thể dùng cái phương pháp dùng đồng học bằng cách là đo cái lượng thuốc bài tiết trong nước tiểu. Thì cái lượng thuốc bài tiết trong nước tiểu thì trong một số trường hợp nó cũng có cái sự tương quan tiến tính. Chúng ta có thể tính toán được giữa cái nồng độ của nó đối với cái nồng độ ở trong phương tương, do đó mà cũng có thể dùng phương pháp này để tính toán. Nếu hai cái phương pháp này không áp dụng được, chúng ta có thể dùng cái phương pháp gọi là phương pháp đo phản ứng nhiệt lượng khác, tức là chúng ta có một cái phản ứng đặc thù nào đó cho thuốc nó gây ra, chúng ta có thể đo lượng được và nó
có cái quan hệ tiến tính quốc giới là cái nồng độ, thì qua đó chúng ta có thể đánh giá được cái sự hấp thu của thuốc. Thì chúng ta có thể dùng cái sự tính toán đó, cái phản ứng đó để đánh giá, chúng ta gọi là phương pháp đo trong sự tiến cấp. Cuối cùng nếu mà phương pháp này không được nữa thì chúng ta dùng phương pháp lâm sàng, có nghĩa là đánh giá lên người bệnh xem coi cái sự khác biệt, cái sự giống nhau nó như thế nào. Và dĩ nhiên thì đối với từng phương pháp thì nó có cái mức độ chính xác, cái mức độ tin cậy khác nhau. Thì ở đây là cái phương pháp này là phương pháp phổ biến và tin cậy nhất, chính xác nhất. Các phương pháp này thì cái sự dao động nó rất là lớn, do đó cái sự tin cậy của nó không đáng kể. Và người ta cũng có thể dùng một cái phương pháp in vitro để thay thế nữa, trong một số trường hợp quy định được miễn thử. Xin trong cái môi trường in vivo thì người ta có thể so sánh in vitro để người ta có thể tạm chấp nhận, tạm chấp nhận nó là tương đương sinh học, mặc dù là làm in vitro. Thế thì tôi không đi sâu vào các cái phương pháp này. Nếu mà các chị có quan tâm muốn tìm hiểu thì có thể đọc trong cái quyển sách vệ sinh trường học của tôi viết cho Sài Gòn, thì trong đó nó có trình bày kỹ. Ở đây thì tôi chỉ đặt cái yêu cầu để cho các chị làm cái phương pháp đo cái nồng độ thuốc của huyết tương và cái phương pháp sử dụng phổ biến chính xác nhất. Cái thì nguyên tắc của phương pháp này là như thế nào? Ở đây gọi là cái phương pháp xác định trực tiếp sự thay đổi của thuốc. Tại vì định nghĩa của sự thay đổi là cái cấp độ của mức độ hấp thu và được đánh giá thông qua việc xác định ba cái thông số T năm C tám và C. Thì phương pháp này cho phép chúng ta làm từng cái chuyện đó, do đó nó gọi là cái phương pháp trực tiếp xác định sinh thái dùng. Và nguyên tắc của nó là chúng ta đo cái người tình nguyện sử dụng thuốc, rồi chúng ta định kỳ lấy mẫu máu để sau đó xử lý để có cái huyết tương, chúng ta định lượng được các cái huyết tương. Và vậy chúng ta sẽ thiết lập cái đồ thị nồng độ thuốc trong máu theo thời gian. Các bạn chúng ta đã thấy cái đồ thị đó rồi. Và như định kỳ ở một cái thời điểm nào đó, chúng ta sẽ lấy mẫu, chúng ta định lượng và chúng ta ghi cái nồng độ. Và vậy thì theo thời gian cái nồng độ nó sẽ thay đổi, và từ đó chúng ta vẽ cái đường biểu diễn về cái đồ thị nồng độ thuốc theo thời gian. Và trên cái cơ sở của cái đồ thị đó, chúng ta sẽ tính toán được qua cái thông số dự tổng hợp mà chúng ta muốn tìm, và đó là cái Cmax, đó là cái Tmax và đó là cái AOC. Thế thì trên cái nồng độ, cái đồ thị nồng độ thuốc theo thời gian, chúng ta có thể lấy xác định cái Cmax ngay từ cái số lượng của cái đồ thị. Đó là cái thời điểm mà cái Cmax là cái nồng độ cao nhất trong cái đồ thị chúng ta đạt. Cái Tmax là cái thời điểm mà nó đạt cái nồng độ cao nhất, do đó hai số đó chúng ta xác định được ngay cái đồ thị. Riêng cái AOC là cái diện tích dưới đường cong, thì chúng ta phải dùng cái phép tính, chúng ta gọi là phép tính diện tích các hành lang. Chúng ta chia cái diện tích ở dưới là thành những hành lang, và chúng ta tính diện tích từng cái hình mẫu ra cái diện tích dưới đường cong. Thì đó là cái nguyên tắc của cái phương pháp. Đó thì cái hình này cho các chị cái hình dung rõ ràng. Tức là chúng ta cho sử dụng vài định kỳ, ví dụ như 1 giờ chúng ta định lượng chúng ta được C1, 2 giờ chúng ta định lượng được C2, 3 giờ chúng ta định lượng được C3, và cho tới T giờ chúng ta định lượng được cái nồng độ ở thời điểm T, và thời điểm cuối cùng chúng ta làm thực nghiệm. Đó thì đó là cái thiết kế thực nghiệm chúng ta làm như thế. Và như vậy thì nhìn trên cái đồ thị này là tương ứng với lại cái C3 là cái nồng độ tối đa đó các chị, và cái T3 giờ đó là cái thời gian đạt cái nồng độ tối đa, do đó cái Tmax và cái Cmax chúng ta xác định được ngay đây rồi. Dĩ nhiên là cái này nó có sai số không các chị? Tự nhiên các chị thấy ngẫu nhiên là ngay cái số 3 giờ này đó là tối đa, nhưng mà thực tế thì các chị có thể là cái đỉnh này đặt ở đây, có thể đỉnh này đặt ở đây, đâu biết được đâu. Như vậy thì nó phải có cái kỹ thuật, tức là người ta phải nghiên cứu, ta thăm dò để xem coi cái đồ thị
và trên cái cơ sở học trò đó người ta đoán rằng là 3 giờ nó phải đạt cái nồng độ đích, thì như vậy thì người ta phải lấy ở cái vùng này nè, người ta phải lấy cái mẫu ở những thời điểm nó gần nhau, ví dụ như 2 giờ 2 giờ rưỡi, 3 giờ 3 giờ rưỡi. Như vậy thì nó vẫn có sai số nhưng mà chúng ta sẽ hạn chế cái sai số này. Đó là về mặt kỹ thuật. Cái điểm thứ hai nữa là muốn vẽ chính xác cái đồ thị nồng độ thuốc theo thời gian thế này thì người ta phải vẽ được, tại đây là một cái đường cong, do đó nó phải được vẽ được nhiều, càng nhiều điểm thì càng chính xác, ít quá thì nó càng không chính xác. Đó là do đó các chị sẽ thấy là quy định là lấy mẫu thì phải cái phần đi lên, cái nhánh đi lên để ít nhất phải 5 đến 7 mẫu, cái phần ở giữa này phải 5 đến 7 mẫu, cái phần cuối cùng cũng phải 5 đến 7 mẫu, có nghĩa là phải từ 15 đến 20 mẫu đối với cái thuốc bình thường thì cái đồng thị nó mới phải là tương đối chính xác. Thì cái phần này kỹ thuật trong cái phần sau thì chúng ta sẽ có gì gặp lại. Như vậy thì chúng ta đã xác định được cái tên mắt, cái xe mắt và cái AOC là diện tích ở dưới đường cong, tức là nguyên cái mặt này, thì người ta không thể lấy cái tích phân của cái đường biểu diễn này để suy ra cái diện tích nó là như thế nào, do đó người ta phải dùng mặt thực hiện ta chia, coi như là chia các hình tam giác hình thang đó, thì vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hình. Thì đối với hình thang chúng ta tính diện tích được cái gì? Được khi có cái đường cong có cạnh lái, cái cạnh ngắn bao lần. Như vậy thì còn cái diện tích này nó sẽ bằng là C1 cộng với C2 chia 2 nhân với đường cao là T2 trừ T1. Đó. Thì người ta mã hóa nó bằng cái ký hiệu để tính toán. Đó thì vậy là cộng cái hình số 1, 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Chúng ta sẽ có AOC từ 0 cho đến T. Riêng cái mặt này người ta vẫn phải tính toán, nhưng mà không có thể tính toán bằng thực nghiệm được, thì người ta phải dùng cái phương pháp ngoại suy. Phương pháp ngoại suy bằng cách là xem coi cái tốc độ thải đường của thuốc nó như thế nào, còn cái nồng độ thời điểm này là bao nhiêu. Thì vậy là với cái nồng độ đó nó sẽ, và cái hàm số thải đường đó là như vậy, thì cái AOC nó sẽ là bao nhiêu thì ta tính toán được. Thì cái này gọi là AOC trừ T cho đến vô cực. Đó thì nó là cái phương pháp. Và đây là cái phần đức tính, các chị sẽ thấy AOC từ 0 đến vô cực thì bằng hai cái phần này cộng lại với nhau, 0 đến T cộng T đến vô cực. Thì cái phần 0 đến T là cộng cái diện tích của từng hình thang C0 cộng C1 chia 2 nhân T1 từ T0. Cái hình thứ hai là C1 C2 chia 2 nhân T2 từ T1. Và sigma của 6 cái hình đó, tức là tổng của 6 cái hình đó thì nó sẽ là ra 0 đến T. Đây, sigma của CI cộng C cộng 1 chia 2 nhân với TI cộng 1 trừ T, thì đây là cái AOC từ 0 đến T. Và AOC từ T đến vô cực là lấy cái nồng độ chia cho cái hàm số thải trừ. Đương nhiên chúng ta phải tính hàm số thải trừ. Thì trong học cái nhiều trường học thì các chị sẽ học cái cách tính toán một số thông số gì trong học, thì trong đó có thể tính toán được cái thông số Kn. Ở thì đây là cái công thức toàn thể để tính cả AOC toàn thể. Ở như vậy thì chúng ta đã giải quyết được cả ba cái thông số T mặt, C mặt và AOC. Sau khi chúng ta làm thực nghiệm, chúng ta sẽ tính toán được hết. Cái đơn vị tính của AOC thì nó là cái đơn vị về nồng độ nhân với giờ. Nồng độ có thể là nanogram, có thể là microgram, miligram, để gần kề nhau cái thuốc nhân với giờ. Thì đó là cái nguyên tắc của cái phương pháp. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần kỹ thuật. Đó thì chúng ta biết rằng là cái sinh thái dụng của thuốc nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Hồi trước chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Do đó chúng ta phải xem xét rất là kỹ những cái điều kiện trong cái
phần mềm để đảm bảo cái sự chính xác khi chúng ta soạn bản. Thì trước mắt là chúng ta phân loại các cái phương pháp, các loại nghiên cứu trong cái nghiên cứu tư tưởng xã hội. Thì tôi được tôi biết luôn một cái cặp này là tại vì chúng ta tìm cái sinh khả dụng thì chúng ta cũng làm theo cách này. Trước khi chúng ta được cái tư tưởng sinh học thì chúng ta đã xác định sinh khả dụng, sau đó chúng ta so sánh thì chúng ta được tư tưởng sinh học, chúng ta hai cái này nó đi kèm với nhau. Thì cái loại nghiên cứu thứ nhất chúng ta gọi là nghiên cứu so sánh cái tốc độ và mức độ của dạng thử và dạng đối chiếu trong tình trạng nói. Như vậy thì thuốc chúng ta muốn nghiên cứu chúng ta gọi là thuốc thử. Và cái chuẩn mà chúng ta cần phải so sánh chúng ta gọi là thuốc đối chiếu. Cái chuẩn này quan trọng không các chị? Quan trọng. Tại vì chúng ta dùng nó để làm thuốc đo. Một cái thuốc là thị trường bất kỳ chúng ta không thể chọn là thuốc đối chiếu được, tại vì nó không được. Do đó chúng ta phải có những quy định nhất định để có thể chọn nó là thuốc đối chiếu trong cái phần tôi sẽ nói. Và như vậy thì chúng ta so sánh giữa dạng thử với dạng đối chiếu trong tình trạng nói. Thì trong cái phần sau, trong cái thiết kế thì chúng ta sẽ biết là nói là như thế nào. Nói có nghĩa là trong đối với một chất uống thì trong ống dạ dày của chúng ta, trong cái ống dạ dày của chúng ta không có thực phẩm, và nó sẽ quy định rất cực kỹ về cái thời gian cuối cùng mình ăn, khi nào uống thuốc và sau khi uống thuốc mấy giờ thì mới được ăn, để tránh ảnh hưởng tới ăn. Chúng ta biết là thực phẩm có thể ảnh hưởng đến cái quả tan hấp thu của thuốc, do nó sẽ ảnh hưởng đến sinh năng của thuốc. Do đó cái cách này với cái nghiên cứu tình trạng đó có nghĩa là chúng ta loại bỏ hết những cái yếu tố có thể ảnh hưởng, chỉ so sánh hai cái thuốc với nhau thôi. Và vậy chúng ta sẽ đảm bảo cái sự chính xác. Và đây là một cái nghiên cứu được xem là nhạy nhất, và như tôi nói đó, tức là chúng ta loại bỏ được cái yếu tố phức tạp nhất là thế này để so sánh cái tốc độ, cái tính chất phóng thích và hấp thu của hai cái thực phẩm. Được áp dụng cho tất cả các cái chỉ định nghiên cứu về sinh thái dụng tư tưởng sinh học. Vậy thì khi chúng ta muốn làm sinh thái dụng, muốn làm tư tưởng sinh học thì chúng ta nên lựa chọn cái phương pháp này là đầu tiên. Cái loại nghiên cứu thứ hai đó là nghiên cứu trong tình trạng có thực phẩm. Có tất cả. Tức là nó khác với đó ở chỗ là khi chúng ta sử dụng thuốc thì trong cái môi trường của dạ dày chúng ta nó là có sẵn tất cả. Thì cái nghiên cứu này bắt buộc và cần thiết đối với các trường hợp là thực phẩm nó có ảnh hưởng đến sự thay đổi của thuốc, ảnh hưởng đến sự hòa tan, sự hấp thu của thuốc. Rất nhiều thuốc nó sẽ bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta cần phải đánh giá nếu mà chúng ta biết rằng là thuốc chúng ta có bị ảnh hưởng. Và cái nghiên cứu thứ hai này như tôi nói đó, tức là trong trường hợp mà một cái thuốc nó có bị ảnh hưởng với thực phẩm thì thường thường chúng ta phải làm luôn cả hai cái trong tình trạng đó và tình trạng thực phẩm. Tại vì cái tình trạng đó là cái tình trạng nhạy nhất là cho phép là đánh giá hai cái thuốc, tình trạng có được thức ăn và tình trạng bắt buộc chúng ta phải làm khi nó có cái trạng ảnh hưởng. Do đó chúng ta phải làm hai cái. Áp dụng khi mà mình không phải thường và cũng bắt buộc đối với các thuốc có tính kéo dài. Thì các chị có học cái dạng thuốc kéo dài chưa? Có học rồi đó bạn. Học chưa? Làm tính của cái dạng thuốc có tính kéo dài là chúng ta uống thì nó giữ lâu trong cơ thể suốt cả ngày để nó không tích từ từ. Và vậy thì cái đường tình nguyện để thử nghiệm nó thì không thể
nói được chắc rất nhiều được. Ta chỉ nói là nhìn nói trong vòng mấy tiếng thôi. À, bây giờ uống thuốc có tính nó dài thì người ta bắt buộc phải khóa ăn. Tại vậy thì người ta không biết mình thực phẩm nó ảnh hưởng đến cái sự phân tích, sự hoàn ăn, sự hấp thu thuốc như thế nào. Do đó, coi như là đương nhiên là khi đối với thuốc có tính cái dài thì bắt buộc phải có cái tình trạng mà có sự hiện diện của thức ăn. Thử là nó cũng bắt buộc đối với các thuốc có tính cái dài. Nó cần thiết chứ cũng không phải bắt buộc, nhiều cái trường hợp là thuốc có tính cái dài người ta không có làm trong cái tình trạng không ăn có thức ăn. À, cái loại nghiên cứu thứ ba là loại nghiên cứu ở trạng thái cân bằng. Ta biết thế nào gọi là trạng thái cân bằng của thuốc rồi đó. Ta học nhiều lần rồi, ta biết. À, khi chúng ta sử dụng thuốc nhiều lần, coi như lần đầu thì nó có sự giao tầm. À, khi uống khoảng cách chừng 3 đến 4 lần, thì lúc đó cái sự giao tầm của thuốc nó sẽ giao tầm cân bằng qua một cái mức nào đó, chỉ là gọi là cái trạng thái cân bằng. Trạng thái steady state nhưng mà là trạng thái cân bằng. Thế thì khi mà sử dụng nghiên cứu ở trạng thái cân bằng có nghĩa là chúng ta phải uống thuốc nhiều lần cho nó đạt được trạng thái cân bằng rồi đó, rồi tới lúc đó chúng ta mới uống thuốc thử và được tiêm. Thế thì khi mà uống ở trạng thái cân bằng thì nó quan trọng trong các cái trường hợp nào, tức là nó cần thiết trong cái trường hợp là nồng độ thuốc trong máu nó rất là thấp. Thì nếu mà chúng ta chỉ uống một cái liều đơn, liều đơn thì cái nồng độ thuốc trong máu nó nhiều khi nó quá thấp, chúng ta không thể định lượng được. Bây giờ chúng ta phải nâng cái nồng độ nền lên bằng cách là cho đến cái trạng thái cân bằng. Thì bao giờ cái trạng thái cân bằng nó cũng sẽ cao hơn là cái trạng thái ít của một cái liều đơn. Như vậy thì ví dụ như là cái nồng độ của liều đơn là 1 nanogram trên lít chẳng hạn vậy, thì sau khi đạt được trạng thái cân bằng có thể lên tới 3-4 nanogram trên lít. Thì vậy là ở cái mức đó thì cái phương pháp định lượng của chúng ta sẽ phát hiện được coi như là đủ mức để phát hiện, thì chúng ta sẽ đánh giá được cái nồng độ thuốc từ cái trường đàn đó trở lên. Thì vậy nó có cái lợi ích đó. Cái thứ hai nữa nó cũng quan trọng là thực ra là khi chúng ta sử dụng thuốc thì thường là chúng ta uống nhiều liều kéo dài, do đó có nghĩa là trạng thái cân bằng nó phải xảy ra, nó phải xảy ra nó đúng với cái thực tế của người sử dụng thuốc hơn, thì so sánh hai cái thuốc ở trạng thái cân bằng nó sẽ chính xác hơn. Đó thì đó là những lý do tại sao người ta phải nghiên cứu ở trạng thái cân bằng. Và tuy nhiên là đây là một cái nghiên cứu khó, do đó mà cái mức độ áp dụng của nó cũng ít. Thì đó là ba cái loại trong cái nghiên cứu. Chúng ta thường là khi chúng ta làm cái đề cương nghiên cứu thì chúng ta phải xác định cái thiết kế của chúng ta là loại nghiên cứu nào. Đó. Nghiên cứu tình trạng đói hay là loại nghiên cứu trong tình trạng có cân bằng. À, bây giờ trong cái thiết kế nghiên cứu á, thì chúng ta có hai phương pháp. Một cái gọi là thiết kế chéo, nghiên cứu chéo. À, chúng ta chọn lấy cái số người tình nguyện đó thì chúng ta chia nhóm. À, thì trong cái nghiên cứu thì bao giờ người ta cũng chia nhóm theo kiểu mù, ngẫu nhiên, để những yếu tố chủ quan nó không có tác động vào kết quả. Do đó chúng ta chia một cách ngẫu nhiên. Mỗi nhóm thì có thể có một hoặc nhiều đối tượng, thì chúng ta chia mấy nhóm đối tượng. Trong mỗi một cái nhóm đó, thì bắt buộc phải xử lý như nhau, có nghĩa là uống thuốc loại thử hay là loại đối chiếu gì đó thì phải đồng loạt như nhau hết. Và cái thứ hai nữa là khi chéo thì vẫn là chéo giống nhau, ta gọi là nhận một cái trình tự thuốc liên tục giống nhau.
trong cái nghiên cứu giáo thì nó có giai đoạn 1, giai đoạn 2, vậy là giai đoạn 1 uống thuốc gì thì tất cả các đối tượng tập nghiên cứu đó phải uống thuốc đó hết. Giai đoạn 2 uống thuốc thì phải tất cả các đối tượng trong nhóm đó phải uống cái nhận thuốc liên tiếp giống nhau trong những tình trạng của mình. Và cái thứ hai nữa, cái đặc điểm của nghiên cứu chéo đó là một đối tượng bao giờ cũng nhận nhiều hơn một, vì nó mới chéo mà, thành thử là nó phải nhận cái loại A và phải nhận cái loại B thì nó mới thành chéo được. Cái loại là nhận nhiều hơn một có nghĩa là có thể hai, thường cái chuẩn và cái cơ bản nhất là hai, nhưng cũng có thể có những cái trường hợp là nó uống ba bốn lần với ba bốn cái đối tượng giống nhau và khác nhau. Bao giờ mình phải trên một, còn hai ba bốn gì thì có thể là hai hoặc là ba hoặc là bốn, thế thì sẽ thấy cái cách tính kế. Nhưng mà bao giờ mình cũng phải nhận nhiều hơn một, nó sẽ khác với cái nghiên cứu song song là chỉ nhận một, nghiên cứu song song là chỉ nhận một, còn nghiên cứu giáo là nhận nhiều hơn một. Là các ký hiệu đó là C nhân B, C là số trình tự của công thức và B là cái thần kỳ. Như vậy thì cái nghiên cứu chéo là ký hiệu là vậy đó. Ở đây là một cái mô hình thiết kế chéo cơ bản và đơn giản nhất, chúng ta gọi là thiết kế chéo chuẩn. Chúng ta có cái số đối tượng, bây giờ chúng ta chia cái trình tự, cái nhóm số 1 thì sẽ có trình tự số 1, nhóm số 2 sẽ có trình tự số 2. Và chia thời kỳ thì có thời kỳ 1, thời kỳ 2. Như vậy thì cái nhóm số 1 nó sẽ nhận một cái trình tự liên tục là R tới T. Ở đây R là reference, là lúc đối chiếu, T là lúc thử, là test. Và cũng cái thời kỳ 1 đó thì cái nhóm số 2 hay là cái trình tự số 2 thì nó sẽ nhận ngược lại, nó nhận T rồi sau đó nó mới nhận theo. Vì vậy thì trong cùng một nhóm thì nó nhận một trình tự tốt như nhau, nhóm 1 giống nhóm 1, nhóm 2 giống nhóm 2 đó. Và các chị thấy rằng là một người, một cái đối tượng thì bao giờ cũng nhận ít nhất là hai thuốc, có nghĩa là nhiều hơn một, tức là nó phải nhận thuốc đối chiếu sau đó thuốc nữ, hoặc là nhận thuốc nữ rồi sau đó thuốc đối chiếu, và bao giờ cũng hai hơn một. Và trong cái thiết kế này các chị thấy là tôi có để cái chữ nghỉ. Lý do tại sao nghĩ là cái thời gian mà chúng ta không xử lý thuốc, các chị sẽ thấy cái yêu cầu của thời gian nghỉ là nó phải tối thiểu là 5 t 1 phần 2 của thuốc. T 1 phần 2 là thời gian phát thải, thì nó phải gấp 5 lần thời gian phát thải. Lý do cần cái sự nghĩ này là gì? Khi chúng ta xử lý là thứ nhất thì chúng ta đã đưa cái thuốc đối chiếu vào trong cơ thể của cái người này. Bây giờ nếu chúng ta không nghĩ, chúng ta xử lý tiếp cái thuốc thử vào, thì như vậy thì cái điều kiện cài thuốc đối chiếu và điều kiện cài thuốc thử nó có giống nhau hay gì? Không giống nhau. Tại vì cái điều kiện cài thuốc đối chiếu là lúc đó là chưa có thuốc gì hết trong cơ thể. Còn bây giờ cái điều kiện cài thuốc thử là sau khi anh đã cài cái thuốc đối chiếu trong cơ thể rồi, như vậy thì cái nồng độ nó sẽ chậm lên, chúng ta gọi là cái hiệu ứng chậm. Các chị hiểu ý không? Coi như cái người này thì khi nhận thuốc đối chiếu thì cái mức nồng độ là không, còn nếu không có thời gian nghỉ thì nhận thuốc thử sẽ là cái mức nồng độ không phải là không, và trong đó nó đã có thuốc rồi. Do đó người ta phải có cái thời gian nghỉ đủ dài để cho toàn bộ thuốc ở trong cơ thể này được thải trừ hết đó. Cái nghĩa của chuyện nghỉ là vậy, và trong cái thiết kế thì nó bắt buộc phải có thời gian nghỉ. Và cái quy định thời gian nghỉ là phải tối thiểu là 5 t cộng 2. Tại vì 5 t cộng 2 có nghĩa là khoảng cái 90 mấy phần trăm thuốc bị thải trừ, coi như có phải còn lại không phải trẻ, không phải đơn.
sau cái giai đoạn của cái thời kỳ một rồi đến thời kỳ thứ hai thì sẽ chéo ngược trở lại, bao nhiêu cái nhóm một sẽ nhận cái đối xử và nhóm hai nhận cái đối chiếu, vậy nó chéo nhau, các chị thấy không? Đó chính là cái đoạn chúng ta gọi là nghiên cứu tính thế chéo. Như vậy thì trong cái đặc điểm của nghiên cứu chéo là một người sẽ vừa nhận được cái thuốc đối chiếu và vừa nhận được thuốc tình. Dưới này cũng vậy, một người nhận được đối thuốc thử và nhận được thuốc đối chiếu. Thì đó là cái nguyên tắc thiết kế. Thì tôi sẽ sau này tôi sẽ phân tích tại sao cái ưu điểm của phương pháp này là tại sao nó có ưu điểm đó. Ở đây là mấy câu này thì đọc lại những cái điều tôi nói nãy giờ rồi. Đây nói về cái thời gian nghỉ phải đủ dài để thải trừ hoàn toàn ở giai đoạn một và tối thiểu phải là 5 lên 1 tháng để tránh cái hiệu quả chồng hay là cái gọi là do sự tồn dư của thuốc khi chúng ta xử lý giai đoạn hai. Đó thì cũng là nguyên tắc thiết kế chéo, nhưng mà thiết kế chéo kiểu 2x2 gọi là thiết kế chéo chuẩn và cơ bản. Thì người ta có thể có cái kiểu thiết kế chéo gọi là thiết kế chéo bằng cao. Nó khác với là thiết kế chéo chuẩn ở chỗ là nó có thể có sự lặp lại trong cái vấn đề xử lý thuốc. Thì nó lặp lại theo nhiều kiểu khác nhau thì. Và như vậy thì cái số công thức, cái số lần kỳ có thể là khác nhau, không phải là giống nhau. 2x2 như là cái chuẩn, có thể là 2x3, có thể là 2x4, có thể là 4x2, có thể là 4x4 nhân nhân, tức là nhiều cái mô hình thiết kế chéo. Thì tôi sẽ chiếu ra những cái mô hình này để cho các chị thấy cái đặc điểm của nó. Ví dụ như cái này là 2x3, tức là 2 trình tự nhưng mà 3 lần biệt. Và vậy thì cái nhóm mà trình tự 1 thì lần kỳ 1 có nhận thức thử, lần kỳ 2 có nhận thức đối chiếu và lần kỳ 3 có nhận thức đối chiếu. Cái nhóm 2 thì nó vừa phải thức đối chiếu trước, thức thử. Bây giờ khi chúng ta so sánh giữa cái chéo bậc cao 2x3 là chỉ là 2x2 nó khác nhau chỗ nào, là gì? Có phải nó khác nhau là gì nào? Phải không? Như vậy thì những cái chéo chuẩn là bậc tiền 1 và bậc tiền 2 và trên cho bậc thứ 2 nào? Phải không? Như vậy thì đối với cái đối tượng này nó có một lần thử và hai lần đối chiếu. Đối tượng này có một lần đối chiếu và hai lần thử. Khi chúng ta tổng kết số liệu thì chúng ta có thể cộng lại cả hai cái đối tượng này, thành ra cái số liệu của cái số đối tượng tham gia nghiên cứu, ví dụ như đối với thuốc đối chiếu ở đây là 10 người, đây là 10 người, thì chúng ta có thể cộng lại cái số liệu này, số liệu này, số liệu này. Đối với thuốc thử chúng ta có cái này, có cái này, có cái này, chúng ta cộng lại. Và nó khác với lại cái thiết kế cơ bản cái chỗ là nó có thêm cái này. Và như vậy thì khi mà nó thêm cái này thì người ta có thể so sánh, có thể đánh giá giữa lần kỳ 2, lần kỳ 3 nó có sự khác biệt hay không. Khi mà có dữ liệu là ta sẽ đánh giá thống kê xem coi nó có sự khác biệt không. Nếu có sự khác biệt có nghĩa rằng là cái thời kỳ chúng ta chọn nó có thể có ảnh hưởng trên cái kết quả. Đó là chúng ta sẽ phát hiện được cái sự khác biệt này nếu có cái sự khác biệt, còn nếu nó không khác biệt thì đâu không có vấn đề gì, còn nếu có khác biệt thì ta sẽ phát hiện ra liền. Như vậy thì khi có sự lặp lại như thế này trong cái thiết kế bằng cao thì người ta sẽ có việc để đánh giá so sánh các cái điều kiện trong cái thiết kế nghiên cứu chúng ta áp dụng để không có bị cơ bản nó này vậy. Tương tự như ví dụ như vậy thì chúng ta có cái 2x4 thì cái mô hình bố trí kiểu vậy, hay là ở đây là 4x2, ở đây là 4x4. Đương nhiên là giữa cái thời kỳ này nó vẫn có thời kỳ nghỉ lắm, các chị nên lưu ý ở đây chúng tôi viết tắt rồi. Ở đây là trường hợp là 6 trình tự nhưng mà 3 đường biệt để xử lý một group
trong một cái buổi nghiên cứu ba cái đối tượng. À, một cái đối tượng ví dụ như chúng ta làm cái phân phối chiếu chung, cái đối tượng thứ hai là một cái thuốc thử có cái công thức kiểu T1 và cái thuốc thử có công thức kiểu T2. Như vậy thì một lần nghiên cứu chúng ta có thể đánh giá được cái đặc tính của cả hai công thức so với phân phối chiếu, thì chúng ta tiết kiệm được hơn cái chi phí, cái thời gian là khi chúng ta tiết kiệm như vậy. À, hoặc là cũng là có thể là thay đổi cái điều kiện, cái T1 là cái điều kiện đó các bạn nhảy, còn T2 là cái điều kiện đó được không? Vì vậy thì trong một cái mô hình nghiên cứu chúng ta có thể đánh giá được cả hai cái điều kiện chúng ta cần thiết cho nghiên cứu. Nên vậy thì nó rất là tiện lợi. Đó thì đó là cái thiết kế chéo, cái cách chúng ta bố trí cái thí nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái ưu nhược điểm của nó. À, xin lỗi, chúng ta đi vào luôn cái thiết kế song song luôn để so sánh hai cái thiết kế cho nó tiện hơn nhiều. À, thiết kế song song khác với thiết kế chéo ở chỗ là chúng ta cũng chia một cách ngẫu nhiên, chúng ta cũng có hai xử lý, tuy nhiên là mỗi một cái nhóm thuốc chỉ xử lý một loại thuốc mà thôi. Mỗi nhóm có thể mỗi nhóm là số đối tượng giống nhau, so sánh hai công thức thì mỗi nhóm chỉ thử trên một cái đối tượng thôi. Vậy là nhóm 1 chúng ta chọn ngẫu nhiên rồi cho cái thuốc thử, nhóm 2 thì chọn thuốc chiếu. Nó khác với cái chéo ở chỗ là nhóm 1 sau khi nhận thuốc thử thì nhận thuốc đối chiếu, còn này là chỉ có thuốc thử hoặc là thuốc đối chiếu. Chúng ta gọi là thiết kế song song, có nghĩa là hai nhóm song song với nhau, không có dính dáng gì với nhau hết. Còn khi là hai nhóm chéo với nhau. À, các chị nhìn theo hai cái cách thiết kế này, các chị hình dung thấy cái nào nó có lợi, cái nào có hại không? Có lợi là hại chỗ nào? À, đương nhiên là cái phương pháp người ta áp dụng thì có nghĩa rằng là nó phải được chấp nhận nha, nhưng mà hai cái phương pháp thì đương nhiên nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Cái việc thử thì các chị sẽ thấy là cái thiết kế song song nó ít mất thời gian hơn, đúng không? Nó không cần cái giai đoạn nghỉ và nó cũng không cần giai đoạn hai. À, sau khi thử là cầu xong là thôi chấm dứt. Vậy thì cái người vô tham gia nghiên cứu chỉ cần uống thuốc lấy mẫu trong ngày là xong, đúng không? Nó không mất thời gian. Còn cái kia là uống thuốc của giai đoạn 1 xong rồi nghỉ 2 ngày hoặc là cả 7-8 ngày xong rồi uống thuốc giai đoạn 2 thì cái thời gian nó mất lâu rồi, đúng không ạ? Mất lâu rồi. Anh về thì đó là cái nhất mà mất thời gian thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến nhiều việc. Ví dụ như một cái đối tượng mà mình tham gia nghiên cứu thì các chị có chọn cho họ nghiên cứu chéo hay là nghiên cứu song song? Song song. À, tại vì chúng ta phải tôn trọng cái tình trạng bệnh của họ, không làm cho họ mất thời gian. Do đó là nghiên cứu lâm sàng thì thường thường ta phải làm song song chứ không ai làm chéo đấy. Nghiên cứu sinh thay đổi thì nếu chúng ta bắt buộc chọn cái người bệnh thì chúng ta cũng chọn cái song song chứ không làm chéo. Lý do thời gian. À, tuy nhiên là các chị thấy là cái kết quả về hấp thu của thuốc trên cái nhóm đối tượng 1 này với lại kết quả hấp thu của thuốc trên nhóm đối tượng 2 nếu nó có sự khác nhau thì các chị kết luận là do thuốc hay là do người? Không biết rồi. Tại vì chúng ta đã học về sinh thái dụng, chúng ta biết rồi những yếu tố ảnh hưởng đến sinh thái dụng nó còn có cái yếu tố về cá thể nữa. À, cá thể này nó có thu khác cá thể khác và yếu tố đó nhiều khi rất là quan trọng. Như vậy thì trong cái thiết kế song song nếu có sự khác biệt thì chúng ta không phân biệt được khác biệt cho phút hay là khác biệt cho mình, ta không loại trừ nó. À, thì cái nhóm một hoàn toàn khác nhau. Nhóm 1 là 11, 2, 3, 4, 5, nhóm 2 là 14, 5, 6. Hai cái nhóm đó, cái đặc tính cá thể nó hoàn toàn khác nhau. Hai đứa khác nhau luôn. Hai cái yếu tố khác nhau là chúng ta không biết do yếu tố thể. Và cái này nó rất là quan trọng. Thì đương nhiên là
đương nhiên là người ta vẫn có thể chấp nhận được nếu mà cái sự khác biệt giữa các cá thể nó quá lớn đối với một cái thuốc nào đó, thì cái sự hấp thu và sự hấp thu sự bài tiết trong một cái cá thể của cái gian nó không khác nhau lắm, thì chúng ta lấy cái số đó thì chúng ta càng chấp nhận được. À, nhưng mà nếu mà cái số khác biệt đó nó lớn thì cái sự khác biệt nó có thể là do cá thể chứ không phải là thuốc, tức là hai thuốc nó vẫn bằng nhau nhưng mà ra cái kết quả khác nhau. Còn trong khi trở lại cái nghiên cứu chéo như này vậy, thì chúng ta sẽ có cái số liệu của cái thuốc đối chiếu với lại cái thuốc thử trên từng một con đường không à, đúng không anh chị? Trở lại cái chuẩn cho nó dễ thấy. Đây à, các chị thấy cái nhóm số 1 là trên 5 người này nó vừa nhận được thuốc thử và vừa nhận được thuốc thử. Như vậy thì chúng ta đã loại bỏ được sự khác biệt cho cá thể. 5 người này nó cũng phải giống nhau nhé. Nó có thể khác nhau ở cái thời kỳ 1, tại thời kỳ 1 cái ngày đầu tiên, ví dụ ngày đầu tháng nó này cao hơn chút xíu thì có thể có yếu tố đó. Nhưng mà đó, chúng ta đã có cái biện pháp thì chúng ta test, chúng ta kiểm tra rồi. Vì vậy là chúng ta sẽ có số liệu của thuốc đối chiếu và số liệu của thuốc thử trên cùng một người. Như vậy thì chúng ta sẽ, nếu có sự khác biệt thì sự khác biệt đó là do thuốc chứ không phải là do người. Ở vậy thì cái cơ bản khác biệt của cái chéo và cái song song là nó vậy. Và từ đó chúng ta lựa chọn cái phương pháp chéo là cái phương pháp thích hợp, tốt hơn cái phương pháp song song. Vậy vậy là cái nhược điểm của phương pháp song song là gì? À, coi như là chúng ta không loại cái sự khác biệt, nó bao gồm cả cái sự khác biệt do đối tượng là sự khác biệt cho công thức, chúng ta không loại ra được, ta không tách ra được, do đó nó không chính xác. Thì cái song song không thể tách ra được cái sự khác biệt do người mà do cái thuốc. À, cái thứ hai nữa, trong cái thiết kế song song, ví dụ như 20 người tham gia thì chúng ta chia hai nhóm, thì khi chúng ta thống kê chúng ta chỉ thống kê được 10 người thôi, tức là cái giá trị trung bình của 10 người chứ không phải là 20 người. Trong khi thiết kế chéo thì với 20 đối tượng tham gia thì chúng ta được cái dữ liệu của cả 20 người. Mà trong cái thống kê thì các bạn biết rồi, thì khi số mẫu nó càng lớn thì nó càng có cái lượng thống kê cao, nó giảm thiểu cái sự sai số xuống, nó gọi là cái power, tức là cái đường thống kê nó số liệu n là càng nhiều thì cái đường thống kê càng cao. Vì vậy thì nếu chúng ta muốn có cái dữ liệu tương tự nhau thì chúng ta phải dùng cái đường gấp đôi trong cái nghiên cứu giáo. Và vì vậy thì chúng ta đi đến kết luận là không dùng rộng rãi lắm trong cái nghiên cứu sinh ra dùng và đơn vị sinh học để so sánh hai cái thuốc. Tuy nhiên là có nhiều trường hợp chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng nó, không dùng rộng rãi nhưng mà nhiều trường hợp chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Áp dụng nó khi nào? Áp dụng khi mà cái dược chất nó có thời gian phát thải dài. Các bạn biết cái thời gian phát thải của thuốc nó rất thay đổi, có thể từ vài chục phút giờ cho đến vài ngày, vài ba chục ngày, cho nên nó thì thời gian phát thải là cái thời gian cần thiết để cái nồng độ giảm không nữa. Nhiều thuốc đó có thời gian phát thải rất là dài và từ đó nó dẫn đến cái thời gian nghiên cứu rất là lâu. Nếu chúng ta làm cái nghiên cứu giáo này tôi nói đó, nếu mà chúng ta làm giai đoạn một rồi nghỉ 5 lần t còn 12 đó nữa, tức là nếu mà thời gian phát thải của nó ví dụ 5 ngày 10 ngày thì phải nghỉ 5 lần 25 ngày, rồi sau đó thì phải làm giai đoạn 2. Và trong cái thực nghiệm thì các chị có thời gian càng lâu thì cái nguy cơ càng lớn, tại vì người ta có thể bỏ. Trước đây người ta tham gia giai đoạn 1 rồi bây giờ giai đoạn 2 là bỏ, và đa số điều kiện người ta phải bỏ, nó sẽ làm cho thất bại trong nghiên cứu. Do đó nếu mà thời gian dài quá thì tốt nhất để an toàn chúng ta chọn cái nghiên cứu chéo. Không nên, xin lỗi, nghiên cứu song song chứ không nên làm nghiên cứu chéo, khó và làm nghiên cứu.
À, cái thứ hai nữa là khi người bệnh, khi có người bệnh thì thường là chúng ta cần phải làm nhanh, do đó là chọn một cái kế hoạch sau để tránh cái gây phiền phức cho người bệnh. À, có nhiều đa số các trường hợp chúng ta chọn cái đường giải mạnh, nhưng mà có số trường hợp chúng ta hay chọn người bệnh vì lý do là thuốc bất đồng không thể làm cho người bệnh được. Ví dụ như thuốc chống ung thư, ví dụ như thuốc chống HCGS thì người ta không làm cho người bệnh được, ta phải chọn cái người bệnh để làm thuốc. À, một số trường hợp nghiên cứu song song có thể thích hợp hơn nghiên cứu chéo, tại vì chúng ta cần phải nhiều mẫu nghiên cứu, ví dụ như trong trường hợp là nghiên cứu tại chỗ, để phải có ba nhóm nghiên cứu để đánh giá thuốc, rồi đánh giá thuốc đối chiếu, rồi đánh giá cả đường của thái dược, thì chúng ta phải làm ba nhóm. Mà nếu mà nghiên cứu chéo thì ba nhóm này nó làm cho mất thời gian rất là nhiều, nữ là nó không thuận lợi, do đó mình phải chọn nghiên cứu song song chia ra ít hơn thời gian hơn. Vậy thì có những trường hợp chúng ta bắt buộc phải chọn song song chứ không phải là tuyệt đối dùng cùng lắm chéo được. À, coi như là xem như là một cái lựa chọn thứ hai hay là lựa chọn thay thế trong một số các trường hợp. Tuy nhiên mà nó vẫn được chấp nhận khi sự khác biệt giữa các cá thể tương đối nhỏ. Đó thì vậy là yếu tố con người là nó quan trọng lắm. À, đối với sinh thái dục của thuốc đó, thì người ta phân biệt cái sự khác biệt giữa các cá thể và sự khác biệt trong cùng cá thể. Khác biệt giữa các cá thể là ví dụ như sự khác biệt giữa anh và chị này đó. Còn sự khác biệt trong cùng cá thể là ví dụ như gì để xử lý buổi sáng buổi chiều buổi tối chẳng hạn này, nó có thể khác nhau. À, nhiều cái thuốc thì nó khác nhau, thành ra cái đó nó ảnh hưởng, nó còn quan trọng hơn là sự khác biệt giữa các cá thể. Do đó khi sự khác biệt giữa các cá thể nhỏ thì người ta vẫn sẵn sàng chọn luôn song song. À, thuốc có độc tính và thời gian bán thải rất dài. À, như tôi nói đó, tức là độc tính thì bắt buộc chúng ta phải chọn đối với người bệnh. À, dân số và các bệnh nhân, và cái điểm nữa là chi phí. Chi phí khi chúng ta thuê mướn đối tượng nó ít hơn chi phí do cái tâm, cái số giai đoạn xử lý, tức là thời gian. Tức là cái này, cái tính toán của nhà nghiên cứu là nhiều khi chúng tôi làm xong, chúng ta thuê nhiều đối tượng hơn thì ít tiền hơn là cái nghiên cứu chéo chẳng hạn, vậy thì chúng ta sẽ chọn cái đó. À, vậy thì cái nguyên tắc lựa chọn thì tùy mỗi cái phương pháp nó đều có ưu nhược điểm, và chúng ta có thể lựa chọn sau đó cho nó phù hợp với lại đặc điểm của chúng ta. À, bây giờ tôi đi qua cái điểm kế tiếp trong cái thiết kế, đó là chúng ta lựa chọn cái người tham gia nghiên cứu. Các chúng ta học tập tầm luôn em chị ngồi các bạn đúng không? Bây giờ là cố gắng học tập để nghỉ dư ra và lại về mắt để sao mắt học sinh. À, nguyên tắc lựa chọn người tham dự trong cái nghiên cứu. Đó thì các chị biết một cái nguyên tắc là đối với các cái nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người thì nó đòi hỏi cái yêu cầu là phải có yếu tố tự nguyện của người, phải tuân thủ cái nguyên tắc đạo đức trong cái nghiên cứu của sinh học. Vì vậy thì ở đây là chúng ta có tác động trực tiếp lên con người, mặc dù là chúng ta nghiên cứu thuốc tinh tiết chứ không phải là thuốc mới, mà những thuốc mà có thể người ta đã sử dụng trên hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại có cái người tự nguyện và phải tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản của cái GCD, tức là thực hành tốt cơ bản sàng. Do đó cái đối tượng nghiên cứu thường người ta gọi là người tự nguyện, phải có cái đơn tự nguyện của người ta, và người ta biết cái đơn tình nguyện và cái quá trình nghiên cứu về mặt nguyên tắc, người ta có thể bỏ rút ra khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào, không có gọi nhập nhà gì hết. À, thì cái nghiên cứu sinh thái dục trong nghiên sinh học được thực hiện trên người tình nguyện khỏe mạnh, nguyên tắc là thực hiện trên người tình nguyện khỏe mạnh.
Anh chị sẽ đặt câu hỏi là tại sao không chọn người mình? Tại sao không chọn người mình? Và trong cái nghiên cứu lâm sàng thì người ta chia làm nhiều cái giai đoạn, gọi là khoa, phòng 2, 3, 4. Thì trong cái phòng 1, nó nghiên cứu thường của thuốc thì nó cũng quy định là nghiên cứu trên người khỏe mạnh, tình nhẹ, chứ không nghiên cứu trên người bệnh. Lý do là sao? Lý do là một cái cơ định thì cái sinh lý của nó đã bị thay đổi rồi. Nó không còn là một cái sinh lý của người bình thường nữa. Ở đây chúng ta nghiên cứu đánh giá sinh thái dục và chương trình sinh học, có nghĩa là chúng ta đánh giá cái sự hấp thu của thuốc. Vậy là chúng ta mượn cái môi trường con người là cái đối tượng sử dụng thuốc để chúng ta xem thuốc hấp thu nó có như nhau hay không. Vì vậy là chúng ta chọn con người là cái môi trường để nghiên cứu thôi. Do đó cái đối tượng con người, cái môi trường đó nó phải hoàn toàn bình thường, nó không có gì đặc biệt có thể ảnh hưởng, có thể làm thay đổi. Thôi do đó người ta quy định là phải chọn người tình nguyện khỏe mạnh. Lý do đó, như vậy thì trên cái nguyên tắc này thì các chị sẽ thấy người ta minh họa ra những cái tiêu chí. Các chị sẽ nói cho làm sao ở đây có thể chọn bệnh nhân hay không. Thì trên nguyên tắc là khi không thể chọn cái người tình nguyện khỏe mạnh thì người ta mới chọn bệnh nhân. Thì có một vài cái trường hợp ngoại lệ người ta không thể chọn cái người khỏe mạnh được. Vì lý do là thuốc nó độc. Các chị thấy một cái thuốc kháng ung thư, trong đó nó sẽ giết các cái tế bào u bướu cũng như các tế bào lành. Các chị có dám mà đang đúng không? Và về đạo đức thì tôi có dám nhờ các chị để tham gia nghiên cứu không? Không, tuyệt đối không. Như vậy thì thuốc kháng ung thư không thể có người tình nguyện khỏe mạnh để thử được. Như vậy thì người ta chỉ có cách là người ta thử tình thú, xong rồi đánh giá tình thú có thể được rồi thì người ta sẽ đánh giá luôn tình người bệnh. Tình người bệnh thì bắt buộc rồi, tình người bệnh người ta phải chấp nhận cái nguy hiểm để có cái cơ may. Do đó là có một số trường hợp như là thuốc ung thư, thuốc kháng IBS chẳng hạn thì người ta không được phép làm trên cái đường khỏe mạnh. Và như vậy thì muốn thử thì người ta bắt buộc phải chọn bệnh nhân. Và cái nguyên tắc đạo đức trong cái việc chọn bệnh nhân á, thì ở đây chúng ta nói nó rất là ngắn gọn thôi, tức là phải ở trạng thái ổn định, có nghĩa là không có gây những nguy cơ lớn cho con người này. Đó, chứ người ta đang trong cái giai đoạn giao động và cái giai đoạn nguy hiểm thì không được bệnh nhân nghiên cứu, không phải chọn đó. Chúng ta để chúng ta có thể kiểm soát được. Số người tình nguyện càng lớn thì hiệu lực thống kê càng cao, như tôi nói cái gì đó, kết quả càng chính xác. Tuy nhiên là cái việc mà nhờ người tham gia nghiên cứu này nó là một vấn đề rất lớn trong cái chi phí. Ở nước ngoài cái chi phí về cái nghiên cứu tương đương sinh học nó rất cao, là vì cái thay hướng cái người tình nguyện nước ngoài cao. Ở nước mình thì nghiên cứu nó thấp hơn, vì lý do là trả cái lương cho nó tự hành ít hơn. Do đó mặt đường thì người ta sẽ chọn một con số nó vừa phải tối thiểu để có thể đảm bảo cái kết quả chính xác, nhưng mà không quá lớn. Và từ đó thì tùy theo cái quy định thì trong cái thống kê thì các chị biết là cái con số 12 là được xem như là con số tối thiểu để có cái hiệu lực thống kê. Do đó cái trong cái khuyến cáo về xanh về cái thử tương đương sinh học thì người ta chấp nhận số tối thiểu. Và đối với Mỹ thì 18 cho đến 36, châu Âu thì có thể 18, 24, vân vân. Tuy nhiên là con số nào là chính xác thì thực ra người ta vẫn có một cái phương pháp để tính toán dựa vào cái yêu cầu, dựa vào cái sai số trong cái thực nghiệm. Thì người ta sẽ xác định là cái mẫu nghiên cứu này là nên là 24 hay là nên là 36. Đó thì tôi không có giới thiệu cái thứ đó cho các chị, nhưng mà nó có một cái nguyên tắc để tính toán, để tính toán cái số lượng mẫu cần thiết
cho cái nghiên cứu khi chúng ta thiết lập một số cái thông số cần thiết thì chúng ta sẽ tính toán được. Thì thông thường thì chúng ta chọn số 24 đằng số hàng ngọt. Như vậy thì cái nguyên tắc của chúng ta là chúng ta chọn cái đối tượng hết sức là bình thường về mặt cơ thể. Thường chúng ta chọn nam, ít chọn nữ. Lý do tại sao? Lý do là nữ có một cái nguy cơ có thể mang thai, có thể trong cái giai đoạn nghiên cứu rồi thì kinh nghiệm thì ta biết là trong cái giai đoạn đó thì cái sinh hóa sinh lý của nữ nó bị thay đổi, có thể ảnh hưởng đến cái kết quả nghiên cứu, do đó nó có nguy cơ cao hơn, do đó người ta chọn là nam thì nó an toàn hơn, nó không có tiền sử bệnh, đặc biệt là chức năng gan thận nó bình thường. Cái điều này hết sức quan trọng là tại vì gan thận nó sẽ liên quan đến cái vấn đề chuyển hóa và vấn đề bài tiết của chúng ta. Biết là nếu mà thuốc nó tích lũy trong cơ thể thì nó sẽ làm cho nồng độ lên cao, nó giảm bớt cái chuyện bài tiết so với người bình thường chẳng hạn vậy, thì lúc đó nó sẽ tăng cao. Hoặc là trong quá trình các chị dùng thuốc và các chị dùng thêm những cái chất mà nó lợi tiểu chẳng hạn vậy, như uống cà phê đen gì đó, nó tăng lợi tiểu thì nó tăng làm lại thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ, như vậy thì nó sẽ không chính xác. Như vậy thì gan thận bình thường mà chúng ta cũng không được sử dụng các cái chất mà để làm thay đổi cái vấn đề bài tiết. Tuổi thì cũng phải bình thường, tức là ở dạng tuổi trưởng thành không quá già không quá trẻ, chỉ số BMI của cơ thể thì phải gần với chỉ số lý tưởng, nó khác nhau khoảng 10-15 năm thôi, tức là không quá mập cũng không quá ốm. Là người tình nguyện thì phải biết được đầy đủ về dữ liệu, còn tự nguyện cam kết tham gia nghiên cứu bằng văn bản. Vậy thì trong nghiên cứu sinh thể dụng hay là trong nghiên cứu sinh học gì thì các chị cũng cần phải được sự đồng ý của hội đồng nghiên cứu. Đó, thì đây thì được xem như là một cái nghiên cứu trên lâm sàng, cho đó là phải có ý kiến của hội đồng. Tuân thủ CCD, tuân thủ cái quy định về đạo đức. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái điều kiện và cái quản lý của người tình nguyện như thế nào. Thì cái điều này cũng hết sức là quan trọng, tại vì như tôi nói nãy đó, tức là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự hấp thu của thuốc nó rất nhiều yếu tố. Do đó nếu chúng ta không kiểm soát kỹ cái điều kiện thì nó kết quả nó không hợp chính xác. Tuy nhiên có một cái điều nó cũng dễ để chúng ta giải quyết, và ở đây là chúng ta đang so sánh hai cái thuốc với nhau. Như vậy thì cái nguyên tắc là dù chúng ta áp dụng cái điều kiện thế nào đi nữa thì cũng phải giống nhau khi chúng ta xử lý. Như vậy là cái người uống thuốc đối chiếu với lại người uống thuốc thử, nếu đó là cùng đói, nếu no là cùng no, nếu hoạt động thì cùng một cái cường độ hoạt động như nhau thì không sao, coi như là nó có ảnh hưởng nhưng mà nó đã bị nó đã loại trừ cái điều kiện giống nhau. Vậy là để tránh cái ảnh hưởng thì người ta cũng không dùng các cái thuốc kê đơn trong vòng 2 tuần, còn thuốc OTC trong vòng 1 tuần. Bây giờ chúng ta xem cái điều kiện của nghiên cứu đói. Đói là như thế nào? Tức là trường hợp chúng ta nghiên cứu đói đơn liều thì người tình nguyện phải nhịn ăn trong ít nhất 10 giờ, dùng thuốc với lượng tối thiểu là với lượng là khoảng 240 ml nước đối với người châu Âu, còn đối với người châu Á thì người ta cho phép lượng khoảng 100 ml. 4 giờ sau khi uống thì được ăn sáng, sức ăn thì tiêu chuẩn giống nhau. Như vậy thì các vị thấy là đói có nghĩa rằng là thức ăn trong cơ thể là phải chuyển phải là hết. Như vậy thì người ta bắt các vị nên đói trong khoảng 10 giờ. Như vậy thì nếu mà các vị bạn nghiên cứu thì tốt nhất là nghiên cứu vào buổi sáng, sau khi buổi tối ăn tối ngủ một đêm tới như cái giai đoạn 10 giờ sáng vô nốt liền, và 4 giờ sau thì mới được ăn sáng. Ở thì về ta sinh dược của cái thuốc từ uống thì các chị biết là trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ thì nó đã qua tan và nó được nghĩ ra có dài dài rồi, do đó ta quy định khoảng 4 giờ.
cái số lượng nước nó có quan trọng không cái gì? Có không? Có. À, cái lượng nước nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng nước để nó bạc tan cái gì khác. Nếu mà cái thuốc nó khó tan mà lượng nước ít quá thì nó không thể tan và tan được. Đó là thì làm sao nó không được. Vì vậy thì cái lượng nước phải đủ để nó không ảnh hưởng đến cái đặc tính hoàn toàn của thuốc. Và do đó là người ta quy định là phải khoảng 240 ml. Đối với cái quy chế của ASEAN thì nó cho khoảng 150, vì nó cho rằng là cái người châu Á nó còn hơn. Vì vậy thì đó là cái điều kiện của nghiên cứu tình trạng đối đơn liều. Đơn liều có nghĩa là chúng ta uống một liều duy nhất, uống một lần duy nhất. Thì cái liều đó thì được quy định là tùy theo cái khả năng mà chúng ta định lượng, chúng ta có thể dùng liều bao nhiêu được, chứ không biết tiếp và phải cái liều giống như cái liều mà một lần trong sử dụng thuốc. Ví dụ như một cái đơn liều của chúng ta là viên 250 mg, chúng ta có thể uống một viên. Nếu uống viên mà cái nồng độ nó thấp quá không đủ để định lượng, chúng ta có thể uống 2 viên, có thể uống 3 viên, có thể uống 4 viên, nhưng mà uống một lần nhất. Với điều kiện là cái liều đó không được quá cái liều tối đa 1000. Ví dụ như hoạt chất paracetamol liều tối đa 1000 là được 1000 gram, thì chúng ta có thể uống một cái lên liều của nó là 2.5 tới nhiều thôi nha, thì chúng ta có thể uống một lần duy nhất 1000 mg. Cái vấn đề thứ hai khi nghiên cứu ảnh hưởng của thực phẩm thì chúng ta cũng tương tự như vậy, thì tăng ít nhất 10 giờ sau khi tới buổi sáng đi dự kiện, thì chúng ta dùng cái suất ăn sáng. Suất ăn này thì đương nhiên là suất ăn chuẩn, có nhiều lý thuyết, tại vì nghiên cứu ảnh hưởng của thực phẩm thì thường thường chúng ta phải dùng là với lý thuyết nhiều. Cái suất ăn này là được chuẩn quá. Sau khi ăn thì chúng ta phải ăn ít hơn 30 phút, có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành cái việc ăn ít hơn 30 phút, từ 30 phút trở xuống, và uống thuốc đúng cái phút 30 kể từ khi ăn. Quy định rất là chặt chẽ như vậy. Vì vậy là từ khi ăn có tới khi uống thuốc là 30 phút, còn cái thời gian ăn của các anh thì nên là ngắn hơn 30 phút hoặc là 30 phút, chứ không được dài hơn. Thì nếu mà dài hơn có nghĩa là cái lượng thức ăn ở trong chưa đủ chuẩn. Thì đó là tình trạng đói và tình trạng đó thực phẩm. Các bữa ăn trong ngày phải giống nhau theo tiêu chuẩn, và phải không được uống các cái thực phẩm nó có ảnh hưởng đến cái cảm giác, như là cà phê, cò, cái thức uống có sản tinh để dành nhớ cà phê nhé. Mọi sinh hoạt và vận động phải được quản lý. Đó là cái điều kiện. Bây giờ chúng ta xem xét là cái thuốc thử và thuốc sơ yếu được chọn như thế nào. Thuốc thử trên nguyên tắc khi các vị thử lâm sàng, các vị xác định cái độ ổn định tuổi thọ hay là thử về chất lượng sinh học thì đều phải là một cái sản phẩm đã được bào chế ở quy mô tối thiểu là quy mô nguyên lớn. Quy mô nguyên lớn được quy định là bằng 1/10 của lô công nghiệp, hoặc là phải tối thiểu là 100.000 đơn vị. Lý do tại sao người ta không cho phép các thị chọn sản phẩm trong cái phòng thí nghiệm? Tại vì sản phẩm nó chưa ổn định. Trong học cái nghề thì nó không ổn định, các chị có thể làm ra được nhưng mà khi làm lần thứ hai nó sẽ khác, bởi vì sản phẩm chưa ổn định. Đó.
sản phẩm mà đã tăng lên ở mức như đó có nghĩa là nó ổn định, có thể tăng lên để làm cái nơi sản xuất, thì nó mới là cái đối tượng khi nghiên cứu thì cái số liệu nó mới tương đối nhất định này. Do đó trong cái điều kiện mà chúng tôi sinh học thì cũng vậy, tức là người ta quy định là cái lô tối thiểu phải là cái lô lớn. À, đương nhiên nếu mà các chị làm cái thuốc đang nghiên cứu, còn nếu mà cái thuốc trên thị trường thì có nghĩa là người ta sản xuất rồi thì các chị có thể lấy được. À, thuốc đối chiếu thì chọn cái thuốc gì? À, thì thuốc đối chiếu rất là quan trọng, do đó người ta chọn, ta bắt buộc phải là chọn cái thuốc đắp lên đầu tiên, là vì cái thuốc đó nó có đầy đủ trên nghiên cứu của sản. Đó là cái nguyên tắc gì mà đứng tiếp là gì? Ở đây là chúng ta đang làm một cái thuốc tương tự để thay thế cho cái thuốc của nhà bạc Minh, thuốc tạm chế này. Cho nên chúng ta bắt buộc phải so sánh với thuốc của nhà bạc Minh. Tại vì một cái điều về mặt lý thuyết là thuốc của nhà bạc Minh thì mới là một cái thuốc được nghiên cứu đầy đủ từ bạn. Bây giờ chúng ta chọn một cái đối chiếu cấp 2, cấp 3 gì đó thì nó không chính xác. Mỗi một cái sự thay đổi vậy nó đã trên tầm dài lên 100. Hai cấp 3 thì nó trên tầm 40 năm luôn. Còn gì nó không còn là cái chuẩn nữa để nó không còn là cái thước đo nữa. Thấy không ạ? Đúng như vậy. Do đó nguyên tắc là như vậy. Tuy nhiên cái thực tế của cái thị trường thì nếu mà chúng ta cứng nhắc chọn cái thuốc của nhà nghiên cứu thì là nó rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Do đó thì tùy theo sự vận dụng của các nước thì người ta xây dựng các cái quy chế là chọn cái thuốc phát minh hoặc là chọn một cái thuốc của một cái xứ mà người ta tin tưởng rằng là nó sản xuất nó ổn định, hoặc là một cái thuốc đã có uy tín ở thị trường thì người ta đều được chọn hết. Đó thì cái đó thì tùy ra, tôi nói là tùy ra cái quy chế của thị trường đang cho phép sự mở rộng trong cái lựa chọn. Các anh chị biết cái quyển Orange Book của Mỹ không? Có nghe nói về đây chưa? Có rồi chứ, có rồi. Mấy bác sĩ và mấy cái người mà có quan tâm tới các tài liệu thì chúng ta sẽ nghe nói đó chứ không. Orange Book là một cái quyển sách nó thống kê, tôi nhớ không lầm thì nó xuất bản hàng năm. Nó thống kê tất cả các cái thuốc đã được công bố tương đương trị liệu. Thì tương đương trị liệu đó có nghĩa là nó đã làm cái thử nghiệm tương đương sinh học đáp ứng được yêu cầu và nó đưa vào cái danh mục tương đương trị liệu. Và cái thứ hai nữa là nó cũng sẽ quy định luôn đối với cái vật chất đó, đối với dạng đó thì chọn cái thuốc đối chiếu là cái gì thì quy định luôn. Do đó là chúng ta cứ theo đó là như vậy thì khi cái Mỹ nó công bố cái quyển Orange Book đó thì cái người sử dụng á, cái người bác dược sĩ hay người bác sĩ thì khi tham khảo thì người ta có thể theo đó người ta lựa chọn cái thuốc có cái tương đương trị liệu chứ không cần phải chọn cái thuốc đó, không còn không cần phải chọn cái thuốc của nhà của mình. Thì như tôi nói đó, tức là cái quy chế này sang cái này nước khác thì nó có cái chỉ cái nguyên tắc để chọn thuốc đối chiếu. Thì có một yêu cầu là giữa cái thuốc đối chiếu và thuốc thử thì cái hàm lượng không được cho là quá 5%. Thì ở đây tôi cũng nhấn mạnh thêm đó là khi một cái thuốc lưu hành ở thị trường thì nó có nó phải đảm bảo cái tiêu chuẩn chất lượng của thuốc đó, thì trong chất lượng đó nó có thể quy định có sự chênh lệch với lý thuyết 5-10% tùy theo khối lượng. Như vậy thì cái hàm lượng của một cái dạng đó nó có thể khác nhau, và để tránh nó ảnh hưởng đến cái thực hiện cái tư sinh học thì người ta quy định là cái sự chênh lệch hàm lượng là tối đa 5%, trong khi cái sự chênh lệch để đạt được cái tiêu chuẩn thì nhiều khi lớn hơn 5%. Do đó mà thường là người ta phải
có cái định lượng để xem coi nó có trên là nó hành động không. Người ta có thể thử cái tương đương đậu và tan như vô trước, và tuy nhiên cái điều này không bắt buộc, tại vì nếu tương đương trong đậu và tan như vô thì cái cơ hội để nó tương đương sinh học thì nó lớn hơn. Tuy nhiên không hẳn, nhiều khi nó không tương đương in vitro nhưng mà nó vẫn tương đương sinh học. À, về cái nguyên tắc lấy mẫu và lưu mẫu, à, như tôi nói thì đối với Mỹ thì nó quy định là cái số lượng mẫu để chị lấy là phải 15-15 mẫu để chúng ta xây dựng cái đường cong đó chứ, nó tương đối chính xác. Đường cong thì nó có đặc trưng bởi ba cái điểm, cái nhánh đi lên, cái cầu uốn ở giữa và cái mình đi xuống. Do đó mà để có thể phân bố cái thời gian lấy cái chính xác được, thường người ta có làm một cái thí nghiệm để thăm dò. Thí nghiệm này thì nó cần một cái số lượng người ít thôi để xác định cái thời điểm nào là tê mắt, cái nồng độ nào là xe mắt để thăm dò, và sau đó là bước tiến cái thí nghiệm trên cái mẫu lớn thì nó không bị sai lầm. Thời gian lấy mẫu thì tối thiểu phải là 3 T1 + 2 cái gì? T1 + 2 thứ nhất thì nó sẽ giảm xuống còn 50, T1 + 1 thứ hai thì nó sẽ được 75, T3 thì nó được 80 mấy, tức là chúng ta phải lấy được cái diện tích nó trong cái đường cong khoảng 80% để tính toán tương đối chính xác. Chúng ta lấy ít quá thì nó sẽ sai số nhiều. Vì vậy là cái thời gian lấy mẫu chúng ta kéo dài tối thiểu nó bằng 3 T1 + 2. Chúng ta phải lấy nhiều mẫu ở cái giai đoạn đi xuống để chúng ta tính được cái KE, để có thể hoàn suy được cái tầm AUC từ 0 đến 0 được. Và đương nhiên thì thực hiện lấy mẫu cũng là một cái hoạt động kỹ thuật của y tế, do đó phải có cán bộ y tế, có bác sĩ điều dưỡng theo dõi. Đó thì trong cái quy định về GCD á, thì mặc dù là một cái thuốc có thể một thuốc cũ cổ điển uống liều thì cũng phải không có nhiều không cao, nhưng còn hai cầu là khi thử nghiệm thì phải có cái trong cái điều kiện mà sẵn sàng có cái cấp cứu, có cái phản ứng của người y tế để thực hiện khi có sự cố xảy ra. Và đương nhiên thì lấy mẫu vì thấy là cái y tá hoặc là người dưỡng có kỹ thuật để lấy mẫu. À, cái vấn đề phân tích thì ở đây thì cái việc phân tích của chúng ta là phân tích các mẫu sinh học, do đó nó rất là phức tạp, đòi hỏi cái phương pháp phải rất là nhạy, rất là chính xác. À, do đó mà thường là chúng ta phải chọn các cái phương pháp hiện đại như là khí lỏng nhiệt năng cao với các cái đầu dò có thể phát hiện được ở mức rất là thấp thì như vậy thì nó mới có thể nhận được cái thuốc ở trong dinh sinh học. Và đối với các phương pháp này nó đòi hỏi trước khi thực hiện thì phải được thẩm định, nó thẩm định những cái chỉ tiêu coi như là nó quy định rất là chặt chẽ, cho nó đi các chị muốn được thì các chị phải làm cái việc này. Sau khi xây dựng những phương pháp xong thì chúng ta phải thẩm định cái tính dòng lọc, cái bản tính tính của nó, cái giới hạn định lượng của nó, độ đúng, độ chính xác và lặp lại. Được chưa? Thì các cái số liệu định lượng của các chị mới được tin cậy. Và cái thời gian định lượng thường là rất dài. Các chị thấy là một cái mẫu nghiên cứu của mỗi một người chúng ta lấy 15 đến 18 mẫu, hai giai đoạn coi như là 36 mẫu, và tối thiểu là 12 người
thì vậy dâng lên gấp 12 lần. Thì vậy thì mỗi một cái chúng ta định lượng đã dài và nó mỏng, nếu số lượng nhiều hơn, lấy mẫu nhiều hơn thì nó còn tăng lên như vậy. Đó, nó phải có một cái điều kiện bảo quản trong thời gian dài. Vậy thì mẫu là ổn định, đường chúng ta phải dự đoán cái nhiệt độ rất là thấp, 20 độ, 10 độ vân vân. Và chúng ta cũng phải nghiên cứu sang coi nó có ổn định hay không, chứ nếu không sang thì nó sẽ hoàn. Điều kiện lưu mẫu nó phù hợp. Đây là cái quy định của Mỹ, mẫu của dàn thử và dàn đối chiếu thì phải được lưu ít nhất là 200 đơn vị liều trong ít nhất là 5 năm sau khi thuốc được cấp phép. Để nếu có cần có cái đối chiếu, có cái điều tra, có cái nghiên cứu gì thì nó có mẫu để nghiên cứu. Tôi nói này ở Mỹ thôi, ở bên Việt Nam thì khác chứ không có cái quy định này. Cuối cùng sau khi có được số liệu rồi thì chúng ta phải làm cái việc là đánh giá cái tính chính xác của cái thiết kế nghiên cứu và đánh giá xem coi chất lượng xem nó có tương đương sinh học hay không. Đó thì chúng ta dùng hai cái khái niệm trong cái thống kê, đó là phương pháp phân tích phương sai, ta gọi là phương pháp ANOVA. Thì cái phương pháp này để đánh giá xem nó có sự khác biệt khi chúng ta thiết kế hay không. Như vậy thì khi chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ chia ngẫu nhiên theo trình tự, theo từng kỳ, đối tượng và các cái trường hợp ta xử lý thuốc xem coi nó có khác nhau không. Nếu mà phân tích ANOVA thấy là có sự khác nhau, có nghĩa rằng là các yếu tố nó ảnh hưởng khá quan trọng và cái sự khác nhau đó nó sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến cái chất lượng trong cái so sánh hai cái thuốc của chúng ta, do đó chúng ta phải trong trường hợp mà nó có khác nhau đó thì chúng ta phải xem xét và so lại. Nếu mà nó quá quan trọng thì nó có nguy cơ là nó ảnh hưởng đến cái kết quả. Riêng cái xử lý thuốc đó thì nếu mà nó không có khác nhau thì có nghĩa là nó đã tìm về cho cái tương đương sinh học. Còn nếu nó khác nhau thì nó có nguy cơ là cái kết quả về đánh giá tương đương sinh học nó sẽ không có tương đương. Sau cùng thì chúng ta sẽ so sánh để phân biệt để xem coi cái mức độ hấp thu của cái thuốc thử so với thuốc đối chiếu nó có khác biệt hay không. Thì chúng ta dùng cái phương pháp chúng ta gọi là phương pháp two-one saliency test, tức là bản chất của nó là một cái test để đánh giá cái số liệu trung bình. Tuy nhiên thay vì đánh giá một điểm thì người ta đánh giá bằng một cái khoảng tin cậy 90%, tin cậy 90% và ta tính tỷ lệ giữa cái thuốc thử so với thuốc đối chiếu. Nếu nó nằm trong cái khoảng quy định rất là nhỏ hơn 20%, có nghĩa là từ 80 đến 120%, hoặc là nếu đổi qua cái số liệu về cái logarit thì nó là 80 120, tức là 0 hoặc 105, thì lúc đó chúng ta kết luận là nó không có khác nhau, có nghĩa là nó giống nhau hay nó phải khác bằng không được. Thì trường ta kêu là nên chuyển qua cái dạng lô lý. Đó thì đó là cái nguyên tắc chung trong cái thiết kế tương đương sinh học. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái tầng thứ hai, chúng ta xem cái áp dụng đánh giá tương đương sinh học trong cái Việt Nam như thế nào.